Ánh đèn đê ông nhuộm đỏ cả con phố nhột nhịp. Hải Quỳnh dọc bước về nhà sau ngày dài làm việc. Dọc hai bên đường, những căn nhà bình thường ban ngày giờ khoác lên mình lớp áo mới, trở thành nhà nghỉ, khách sạn hay thậm chí là tụ điểm mở ám. Cô rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc dẫn về khu nhà của mình. Bất chợt, một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cùng với giọng nói khàn đặc. Đừng la lên, tôi không làm hại cô đâu, Thầy giúp tôi một vòng, tôi sẽ thả cô ra ngay. Một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát lưng khiến cho cô không thể phản kháng. Nhận được cái gật đầu run rẩy, gã đàn ông nới lỏng tay, vòng tay ôm lấy eo cô, cả cơ thể dựa vào người cô. Họ bước ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người tấp nập trước một ngôi nhà nghỉ gần đó. Bóng dáng hai người, một nam một nữ, trông chẳng khác gì những cặp đôi tìm tới chốn này. Ánh đèn nê ông chói lòa, trong căn phòng vừa thuê, bất ngờ vơi bầy một vệt máu loang lổ trên người đàn ông. Máu chảy rất nhiều, kinh hãi, Hải Quỳnh buông thõng tay, theo phản xạ lùi lại cho tới khi lưng chạm vào tường. Chứng kiến cảnh tượng đó, người đàn ông chỉ khẽ nhếch mép và thều thào. Đi đi. Tiếng đóng sầm cửa cùng nhịp châm dồn dập xa dần trên hành lang như một lời khẳng định cho nỗi sợ hãi của cô. Chẳng lẽ anh ta đáng sợ đến vậy sao? bằng hiệu nê ông nhấp nháy, khát ánh sáng nhập nhòa, lên gương mặt của người đàn ông. Anh chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, anh thấy có tiếng mở cửa, liền mở mắt ngồi bật dậy, thì thấy cô đang sợ hãi đi vào. Sao chưa đi? Tôi, tôi mang bông băng cho anh. Cô sợ hãi đi tới bên giường, đặt lên đầu giường, sau đó định quay người bỏ chạy, thì nghe tiếng anh vang lên. Giúp tôi. Anh vừa nói, vừa cởi chiếc áo dính đầy máu của mình ra. Nhanh lên. Cô quay lại nhìn anh, dù sao cũng đã giúp người thì giúp cho chót. Cô đi đến gần, quỷ xuống đất lấy bông và nước sát trùng thấm nhẹ nhàng. Xin lỗi, xin lỗi, cô sợ hãi. Không sao, cô cứ làm đi. Nói xong, anh bím chặt môi mình chịu đựng. Cô ước lên nhìn anh, bỗng nhiên tay run rẩy xử lý vết thương cho anh. Giờ anh mới nhìn kỹ người con gái ở trước mặt mình, đúng là vô cùng xinh đẹp nước da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú được trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, không hề đậm tới đáng sợ. Quần áo ăn mặc cũng không hề hở hang, ngược lại còn vô cùng kín đáo. Có thể mới vào nghề. Bỗng nhiên, anh cảm thấy dòng điện chạy qua người, bật thế nào đó để có phản ứng. Xong rồi, tôi đi đây. Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Anh cứ yên tâm nhé. Nói rồi, cô quay người bước nhanh, nhưng mà anh đã nắm lấy tay và kéo lại. Vì mất đà, cô ngã vào lòng anh, anh đang ngồi ở trên giường. "Bao nhiêu một đêm vậy?" anh lạnh lùng nói. "Cái, cái gì?" Mặt cô hiện rõ ra ba đường đen, nhìn anh khó hiểu. "Tôi sẽ trả gấp năm lần, không, gấp 10 lần." Anh nói rồi, không cần câu trả lời của cô, liền cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ bé kia, một tay ôm lấy eo cô, một tay đi xuống bên dưới cô. Cô mở to mắt trước hành động của người đàn ông xa lạ mà mình vừa cứu, tay liên tục đánh vào ngực anh nhưng mà không hề có tác dụng, anh vẫn cứ vô tư khuấy động ở trong khoang miệng cô. Cô dần bị nụ hôn đó làm cho mê mị, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn mãnh liệt ấy. Cuối cùng, anh buông đôi môi mỏng của cô ra, nhìn người con gái nhỏ trong lòng mình, mặt đỏ tía tai giống như lần đầu làm chuyện đó, trong lòng không ngừng cảm thán. Đúng là dân chuyên, ngay cả biểu cảm này cũng có thể diễn đạt tới như vậy. Xem ra, cô sẽ có nhiều khách một đêm đây một dòng máu nhỏ đang chảy ra ngoài giường làm anh sững sờ một lúc anh lắp bắp em em không phải không phải cái gì cô đau đớn hỏi sáng hôm sau cô mở mắt nhìn căn phòng lại liền yếu mày nhìn sang thấy cơ thể của người đàn ông ở bên cạnh cô bật dậy mặc quần áo rồi chạy mất dạng trong mơ màng anh nhìn thấy bóng lưng người con gái bước vội ra khỏi cửa phòng anh dùng tay che mắt mình bị ánh nắng chiếu vào mặt Mới 6 giờ sáng mà ánh nắng mặt trời đã trói trang. Anh ngồi dậy nhìn căn phòng một lượt, xác định không có máy quay mới yên tâm. Chuyện hôm qua, nhất định sẽ không để ai biết đến. Anh vô tình nhìn thấy một thứ khiến cho người đàn ông kiềm chế giỏi như anh hôm qua phát tiết. Đó là đèn đốt tinh dầu. Thì ra, không phải do cơ thể có cảm giác của bạch thỏ kia gây ra mà là do tinh dầu sao? Hầu như khách sạn ở đây đều được bố trí đèn đốt tinh dầu đặc biệt này. Điều đó chính là sự thu hút khiến dân chơi lớn nhỏ đều thích nơi này. Tại một nhà kho cũ. Đại ca, em về rồi đây. Anh bước vào một nhà kho cũ to lớn. Đi đâu mà giờ này mới về? Một lão già ngồi trên sofa, tay đang ôm một cô gái trẻ. Em đi giải tỏa thôi. Anh chép miệng ngồi, cười ở ghế gần đó. Tảng băng ngàn năm như chú, mà cũng đi giải tỏa sao? Xem ra anh hùng, không qua nổi ai mỹ nhân là có thật rồi. Đại ca, Đừng có đùa, em mà có chuyện gì, anh nói đi. Được rồi, chú giải quyết giúp tôi vấn đề này đi. Tôi mua vé máy bay cho chú rồi đấy, tối nay 8 giờ. Lão vừa nói vừa vứt tập tài liệu trên bàn, rồi quay sang hôn cô nàng ở bên cạnh. Anh cầm lấy tập tài liệu, mở ra xem rồi đứng dậy. Đại ca, em xin phép. Anh cầm tập tài liệu rồi thẳng thừng đi ra. Năm tháng sau, 10 giờ tối. Cô dạo bước trên con phố nhộn nhịp giờ đây cô lại không cảm thấy sợ hãi con đường này nữa rồi đơn giản thôi giờ vẫn còn sớm mọi người cũng đang chuẩn bị đồ để mở cửa nên khá vắng với lại có một điều quan trọng nữa cô biết rằng chẳng có ma nào muốn đụng vào cô một bà bầu năm tháng cả đúng vậy sau cái đêm nồng cháy ấy ý nguyện của cô đã dính bầu không thể tin được có lẽ cái này người ta thường nói một phát ăn ngay đối với người con gái khác đây là chuyện vô cùng to lớn khi không biết bố của đứa trẻ là ai đừng nói là tên ngay cả mặt người đàn ông đó cô còn không nhớ nổi nữa nhưng với cô thì khác đứa trẻ không khác gì món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cô một tay cầm chiếc bánh bao nóng đưa lên miệng ăn một tay xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của mình cảm giác vô cùng hạnh phúc mặc dù biết đứa bé ở với cô sẽ không được đầy đủ như con của nhà người ta có lẽ còn chịu khổ cùng cô nữa nhưng mà cô vẫn một mực muốn giữ đứa bé lại Gần đây phòng trọ của mình Cô dừng lại tìm chìa khóa Mà không hề hay biết Có một người đàn ông cao lớn Vẫn đi theo từ lúc cô mua chiếc bánh bao Cho tới tận khi vào phòng trọ của mình Phòng trọ của cô Là một nơi vô cùng tồi tàn Ngay cả điện đường cũng không có Chỉ khi vào trong phòng bật điện lên Thì mới sáng được một chút Tiểu Bạch Thỏ Xem ra sau đêm đó em cũng lãi nhiều phết nhỉ giọng của anh càn càn vang lên. Cô giật mình quay lại thì phát hiện ra âm thanh phát ra từ một người đàn ông, thân hình to lớn, khuôn mặt điển trai, cả người mặc một bộ đồ màu đen, vô cùng thoải mái đứng trước cửa phòng của cô. Cô chào mày nhìn người đàn ông trước mặt, có vẻ vô cùng quen thuộc, nhưng mà không thể nhớ ra người này là ai. Anh tiến lại gần, cúi xuống nhìn cô và nhấn mạnh từng chữ. Sao? Không nhớ ra tôi ư? Không phải đêm đó em rất nồng nhiệt hay sao? Mặt cô liền tái đi, ngước nhìn anh ta. Không lẽ anh ta chính là người đàn ông đêm đó? Cô liền sợ hãi lùi lại mấy bước, dùng tay và che bụng mình. Cười như thầy anh thuận tiện bước vào phòng của cô vậy. Rồi sao cũng quen biết, em không định mời tôi một cốc nước hay sao? Không, không có mời. Cô cầm cửa ra hiệu tiện khách. Anh liền trao mày, đứng dậy đi lên phía cô. Một tay vòng lấy eo cô, một tay cầm cái cửa đóng dầm một cái, rồi cúi xuống, hôn lấy đôi môi cô cô mở to mắt nhìn anh dùng răng cắn mạnh môi anh chảy máu có phải tôi không dạy dỗ em thì em không biết điều có đúng không anh cúi xuống thì thầm vào tai rồi bế cả cơ thể đang run lên của cô vào lòng đi về phía giường anh anh muốn làm gì tay cô với anh nắm chặt và kéo lên đầu giường em nói xem tôi muốn làm gì cho má nhà anh phụ nữ mang thai mà anh cũng không tha cô vừa trời vừa ra sức chống cự nhưng mà đều vô nghĩa anh thật sự rất khỏe nước mắt của cô bắt đầu tràn ra cuối cùng cũng mềm giọng xin anh đây đừng có làm hại đứa bé cuối cùng anh cũng dừng động tác ngước lên và nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô thả lỏng và tay thở dài xem ra tôi hơi quá rồi để nằm sang cạnh cô vòng tay ôm lấy bụng áp bàn tay to lớn của mình vào lớp da mềm mại của cô ngủ đi anh nhắm mắt thở đều đều sau khi giải quyết công việc bang hội năm tháng trời ở bên nước ngoài anh vô cùng mệt mỏi tính về đây bắt bạch thỏ chơi một lúc không ngờ bạch thỏ lại mang giọt máu của mình trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng không biết làm cách nào để tiếp cận cuối cùng lại đi dọa bạch thỏ tới phát khóc trong lòng thấy vô cùng hối hận cô nằm im trong lòng anh không dám động đậy chỉ sợ người đàn ông kia đổi ý làm hại đứa bé trong bụng thật sự cô không biết bản thân đã đắc tội gì với anh ta nữa Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng động lạ trong nhà. Cô mơ màng mở mắt nhìn nơi phát ra tiếng động. Anh đứng trước tủ quần áo của cô, cầm những bộ quần áo bình thường cũ nát của cô vứt ra đất. Đã mang thai 5 tháng mà vẫn mặc những bộ quần áo bình thường này, xem ra cô đã quá gầy. Cô khó chịu ngồi dậy, mơ màng buồn ngủ. "Dậy rồi sao?" Giọng của anh khàn khàn vang lên. Cô vẫn mơ màng dụi mắt, vẫn không nhận ra điều kỳ lạ gì ở đây anh đến gần giữ cô kéo tay cô và không cho cô dụi mắt nữa lập tức cô cháu mày nhìn cánh tay gầy cuộc của mình bị ai đó nắm nhẹ cô hét lên một tiếng thì liền bị anh bịt miệng lại em hét cái gì sao anh vẫn còn ở đây còn làm gì quần áo của tôi sao lại thế kia là sao hả à? tôi giúp em dọn đồ thôi chả có cái gì ra hồn cả thôi vớt hết đi anh thản nhiên đáp dọn đồ ư ừ tại sao không lẽ nào em còn muốn ở lại đây?" Cô cháu mày nhìn anh. "Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?" "Về nhà tôi ở." Anh ra lệnh, khiến cho cô Suýt thì ngã người ra đằng sau. Anh nhìn cô rồi đi ra tủ, lấy một chiếc váy suông đơn giản, có vẻ khá thoải mái. "Thay vào đi. Anh muốn gì? Đi ăn sáng." "Tôi không muốn, tôi không thích." "Hay là em muốn tôi giúp em thay?" Cô cầm bộ váy đi vào nhà vệ sinh thay, xong đi ra thì thấy anh đã ngồi ở trên giường. Muốn ăn gì? Bánh bao của bác Trương. Em thích bánh bao tới như vậy sao? Hôm qua đã ăn rồi. Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể mua. Giọng cô nhỏ dần, khi mẹ vừa mất, bố của Hoài Quỳnh vui sướng mà người phụ nữ khác về nhà. Cô cũng bị họ đuổi ra khỏi nhà. 15 tuổi, bơ vơ và không nơi nương tựa. May mắn được dì ruột, mang về căn nhà mộc mạc nơi xóm nghèo cùng với người chú rể nát rượu cả ngày. Cô cứ thế lớn lên, trong hoàn cảnh như vậy mà không nhận ra được sự quan tâm hay trợ cấp từ người cha ruột. 18 tuổi, cô đã rời khỏi nơi đã gắn bó 3 năm qua. Trở lại thành phố, trở cả những ký ức hạnh phúc bên mẹ và những đau thương không muốn lặp lại. 4 năm qua, cô cứ thế kiếm sống nuôi bản thân và gửi tiền về cho dì ở quê. Cô thích bánh bao, đó là thứ duy nhất cô đủ tiền để trang trải với số tiền lương ít ỏi của mình. Trước đây, cô luôn để 2 phần 3 số tiền mình kiếm được gửi về cho dì, Còn lại thì đóng tiền nhà và mấy khoản linh tinh. Sau đó thì trả còn lại bao nhiêu, nên có thể nói nhịn đói là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mà giờ thì khác rồi. Cô đói không sao, nhưng mà đứa con bé trong bụng, đâu có thể để nó đói cùng cô được. Cô còn tiền vẫn phải gửi về quê, tiền nhà cô cũng đã nợ 3 tháng rồi, còn phải tiết kiệm để sau khi sinh con còn trang trải nữa. Bao nhiêu thứ đổ lên đầu cô mà anh chẳng nào hiểu được. Anh đứng dậy kéo cô đi ra khỏi phòng. Chủ nhà trọ đâu? Phía bên kia. Cô vừa nói, vừa chỉ vào một căn nhà khá to cách đó không xa. Anh đi tới trước nhà bấm chuông. Ngay lập tức, lão giả to béo chạy ra mở cửa. Nhìn thấy anh liền hoảng sợ, cối người cung kính. Anh Trương, không biết chuyện gì mà anh tới đây à? Cô mở to mắt nhìn lão rồi nhìn anh. Không phải ngày thường lão rất ghê gớm sao? Sao hôm nay lại như con cún nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn vậy? Cô gái này thuê nhà ở chỗ ông có đúng không? Lão ta nhìn cô rồi vội vàng gật đầu. Đúng, đúng vậy. Có chuyện gì sao anh? Cô ta nợ ông bao nhiêu tiền nhà? Không nhiều chứ. Không nhiều, chỉ có 3 tháng tiền nhà. Anh lấy ví ra, rút ra một vài tờ mệnh giá cao nhất và ném xuống đất. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi ạ. À. Sau đó thì anh mặc kệ lão, kéo cô đi về hướng xe của mình mở cửa nhét cô vào ghế phụ. Anh lái xe tới một nhà hàng lớn tại trung tâm của thành phố. Anh vừa ôm cô vừa bước vào cửa hàng, ông chủ cửa hàng lập tức chạy ra chào đón anh, sau đó dẫn hai người vào phòng VIP. Ngồi trên bàn ăn, anh đưa menu tới chỗ cô. "Chọn món mà em thích đi. Em tên là gì vậy?" "Hải Quỳnh." Cô vừa ăn vừa trả lời. "Bao nhiêu tuổi rồi?" "22 tuổi. Anh tên là gì?" "Bảo Đăng, hơn em 3 tuổi." Anh vừa dứt lời, tiếng cô liền cười vang vọng cả căn phòng. Em cười cái gì? Anh cau mày khó hiểu. Đúng là cười chết tôi mà. Anh là Bảo Đăng sao? Không thể nào. Ngày tới con chó cuối ngõ, cô biết Bảo Đăng là tảng ban ngàn năm không tan, là tiểu đại vương ở đường Lan Hoa này. Nhìn bộ dạng cười ra nước mắt của cô, anh lấy từ túi một chiếc thẻ căn cước đưa ra trước mặt cô. Nụ cười của cô lập tức bị dập tắt và chuyển sang sợ hãi ấp úng. Anh, anh chính là người mà tới con chó cuối ngõ cũng biết đấy ư. Anh vừa dứt lời, đôi đũa trong tay cô liền rơi xuống đất cạch. Cô tròn mắt nhìn anh, sau đó đưa tay sờ bụng bầu năm tháng của mình. Rốt cuộc, thì cô đã đắc tội với thần linh nào mà không biết. No chưa? Ăn no chưa? Anh nhìn mặt cô rồi chép miệng cười nhẹ. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Đi đâu cơ? Đi thăm con chó cuối ngõ mà em nói. Mặt cô liệt tái đi, anh liền cầm tay cô, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường. "Đi mua váy bầu cho em." Sau khi thanh toán xong, anh liền kéo cô đến vài cửa hàng dành cho bà bầu, chọn cho cô một bộ váy bầu đơn giản, chất liệu thoải mái. Anh cùng cô bước ra khỏi quán, đi thẳng về khu chung cư cách trung tâm không xa. Căn hộ của anh ở tầng 25, anh mở cửa đi vào, cô cũng đi theo. Căn hộ đương nhiên là to gấp 10 lần khu nhà ổ chuột của cô rồi. "Em sẽ ở phòng đó." đối diện là phòng của tôi đương nhiên nếu cảm thấy khó ngủ tôi có thể cho em ngủ nhờ còn nữa không bao giờ được vào thư phòng của tôi còn tất cả em đều có thể tự do ra vào anh vừa nói vừa mang đồ vào phòng tại sao lại muốn tôi về đây ở với anh không phải nói rồi sao về em cầm đồ của tôi đấy ánh mắt của anh hướng về phía bụng năm tháng của cô với anh đứa trẻ chỉ là món đồ thuê hay sao trong lòng cô bắt đầu rối bời đúng vậy anh thản nhiên đáp nhưng mà thật sự coi đứa bé chỉ là món đồ thì anh đâu nhất định phải mang cô về đây chăm sóc nhưng mà không hiểu sao anh lại thừa nhận điều cô nói có lẽ anh cũng không thể hiểu chính mình chỉ là cảm thấy nếu không mang cô về thì nhất định sẽ hối hận tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi cô hít lấy một hơi lạnh sống lưng lạnh toát rồi nói anh định nói gì đó nhưng mà thấy nhan sắc cô không tốt nên là thôi Bước ra ngoài, cô lập tức đóng cửa lại, ngồi trên giường sờ bụng mình. Không biết vì sao nước mắt lại tràn ra. Vì đứa bé này là thứ vô cùng đáng giá đối với cô. Nhưng mà đối với anh, nó chỉ là đồ vật thôi sao? Mặc dù biết điều đó, nhưng mà sau khi nghe từ miệng anh phát ra, thì lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Biết bản thân và anh không hề có tình cảm, đứa bé chỉ là ngoài ý muốn. Anh có thể không cần tìm đến cô, hoặc là bắt cô phá thai, sao lại mang cô về đây làm gì? rốt cuộc cô vẫn không thể nào nghĩ thông được ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi ngoài phòng khách anh ngồi trên ghế sofa nhìn cửa phòng của cô thì liền bất chợt thở dài hình như đã nói sai điều gì đó nên là không biết giải thích với cô sao cho phải cô nằm trên giường ngủ mê man đến tận 8 giờ tối vẫn chưa dậy càng ngủ càng chìm sâu và giấc anh bước vào phòng đánh thức cô dậy cô mơ màng nhìn trần nhà rõ ràng không phải cái trần nhà mốc của khu nhà trọ cô liền giật mình ngồi dậy mở to mắt nhìn anh cãi nhau một hồi cô không muốn ăn uống còn anh thì lại ép cô phải ăn kết quả khi anh bỏ chân ra cô liền thấy dòng máu chảy giữa hai chân sợ hãi anh bế cô và chạy thẳng tới bệnh viện một tiếng sau ngoài cửa phòng cấp cứu một bác sĩ đứng tuổi bước ra nhìn anh và thở dài trước đây cô ấy sống một mình đâu có sao tự dưng lại nhảy ra anh thì liền có chuyện xem ra lỗi do anh rồi anh đi đến ngồi bên cạnh cô, đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng sờ, trong lòng liền thoải mái đi rất nhiều. Anh đưa cô về nhà thì đã là một giờ sáng, sau đó đỡ cô về phòng. Anh cũng trèo lên giường, ôm cô, lấy một tay xa nhẹ bụng bầu của cô dịu dàng rằng. Hải Quỳnh à, chuyện sáng nay là do tôi không tốt, nên là không nên nói những làm, làm em để tâm. Tôi biết đứa bé là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đều không có tình cảm với nhau, nhưng mà khi biết có đứa bé, tôi thực lòng cũng muốn chăm sóc nó. Chuyện này đến tôi còn không tin mình có những suy nghĩ này. Nên là em đừng nghĩ lung tung ảnh hưởng tới con nhé. Chuyện tình cảm có thể từ từ vun đắp. Cô quay lại nhìn vào mắt người đàn ông đang nói những chuyện trên trời dưới biển nhưng lại vô cùng có lý. Cảm thấy không hề có chút gian xảo nào bèn mới mở miệng. Xin lỗi là do tôi hiểu lầm anh. Đứa bé này rất quan trọng với tôi nó là thứ duy nhất tôi có ở trên đời này cô càng nói thì càng dối thực sự chỉ muốn anh hiểu đứa bé này là duy nhất với cô anh đương nhiên hiểu những gì mà cô đang nói liền kéo cô vào lòng vỗ lưng cho cô có thể chưa quen nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn dù sao họ cũng đã có với nhau một tiểu thiên thần nhỏ bé sắp chào đời bác sĩ cô ấy sao rồi hai mẹ con đều không sao sau này đừng có để thai phụ quá xúc động là được sau khi chuyển thuốc xong, có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đã không thấy người đàn ông ngọt ngào, dụ dỗ ôm mình đêm qua đâu. Chỉ có một tờ giấy ở trên giường. Tôi có việc phải đi, bữa sáng ở trên bàn. 10 giờ tôi sẽ về dùng bữa trưa với em. Cô nhìn đồng hồ trên tường, giờ mới 7 giờ sáng, không suy nghĩ nhiều nữa. Cô đứng dậy, lấy bộ váy bầu và mặc vào. Mặc dù không muốn công nhận, nhưng đúng là ở cùng anh, chất lượng cuộc sống của cô lên một tầm cao mới. Được ăn ngon ngủ ngon trong chăn ấm đẹp êm. Và đặc biệt, tiểu bảo bảo của cô không phải cùng cô chen chúc trong những chiếc áo chặt trội nữa. Nhìn bản thân trong gương, cô nhẹ nhàng vút bụng mình rồi đi ra khỏi phòng. Sau đó cô liền tới chỗ làm. Hôm qua nghỉ một ngày không xin phép, không biết có gây rắc rối gì không nữa. Cũng may, cô làm ở cửa hàng trang sức trong trung tâm mua sắm. Từ chỗ của anh đi bộ mất tầm 20 phút, gần gấp 10 lần chỗ cũ của cô. Vừa bước chân vào cửa hàng, cô liền cúi chào. Chào chị Mai. Em đến rồi à? Sao hôm qua em lại nghỉ vậy? Làn Mai nhìn cô dịu dàng. Hôm qua em có chút việc ạ, à? lại quên không xin phép. Cô ái ngại, hôm qua bị tảng băng kia làm cho sợ hãi một ngày nên là quên luôn cả công việc. Được rồi, hôm qua chị đã xin phép hộ em rồi đấy. Làm chị cứ lo em và tiểu bảo có chuyện gì. Cô nàng đi đến gần cô, dịu dàng sờ bụng cô. Tại cửa hàng này chỉ có cô và Lan Mai là nhân viên bán hàng nên tình cảm của hai chị em khá tốt. Nhất là lúc cô nàng biết cô có bầu với người đàn ông lạ, không hề tỏ ra khinh thường mà còn vui vẻ an ủi cô. Hôm nay cửa hàng khá là vắng, chủ yếu hai chị em ngồi buôn dưa lê. Đến 10 giờ thì điện thoại cô vang lên, một dãy số lạ. Xin hỏi em đang ở đâu? Giọng nói của người đàn ông quen thuộc của cô có vẻ đang rất tức giận. Sao anh biết số của tôi? Đó là câu trả lời của em đấy à? Tôi, tôi đã ở chỗ làm, địa chỉ là cửa hàng Hamato ở phía đông trung tâm mua sắm. Sau đó bên kia điện thoại, chuyển đến những tiếng tút tút tút. Cô lắc chiếc máy trong tay mình. Người đâu mà vô ý đến thế? Không nói gì đã tắt máy rồi à? Mà hình như anh ta nói, 10 giờ sẽ về ăn trưa với cô mà. Cô quên, không để ý lời nhắn nên anh tức giận là phải. Chưa đầy 15 phút sau, bỗng nhiên quản lý của cửa hàng chạy tới, cả khuôn mặt tái nhợt nhìn cô. Hải Quỳnh, đây là tháng lương của cô và tiền phá hợp đồng nữa. Cô, cô mau về nhà đi. Gì cơ? Cô cùng Lan Mai đồng thanh kêu lên. Em rốt cuộc đã làm gì vậy? Lan Mai cũng tái mặt. Cô vẫn thẫn thờ và không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó đi về chung cư của anh. Thật không thể tin nổi, Cô vừa bị đuổi việc chỉ trong vòng 5 phút mà không hề có lý do. Chỉ đến khi đứng trước cửa chung cư của anh, cô mới nhận ra một điều vô cùng to lớn. Bước vào cửa, cô liền nhìn thấy thân hình to lớn kia đang thản nhiên ngồi uống nước, đọc báo trên ghế như đang đợi chờ một thứ gì đó. Cô vớt chiếc túi trong tay mình rồi gào lên. Là anh, có đúng không? Giọng anh khàn khàn vang lên. Sau này muốn cãi nhau thì nhất định phải ôm nhau cái rồi mới được cãi. Rõ chưa? Mặt của anh cách mặt cô không nổi 2cm khiến cô đỏ bừng cả lên. Được rồi, là tôi không tốt. Tôi chỉ không muốn em đừng tha con của tôi đi lung tung thôi. Cô liền án hận nhìn anh. Hãy thế này đi. Tôi tìm cho em một công việc khác được không? Nhẹ nhàng mà lương cao, 50 triệu một tháng. 50 triệu một tháng ư? Cô sợ hãi nhìn anh. Suốt cuộc làm gì mà lại có số tiền lớn tới như vậy? Lương của cô một tháng chỉ có 5 triệu, gấp 10 lần luôn. Ừ. Có muốn làm không? Anh dịu dàng xoa bụng bầu của cô. Làm, làm gì cơ? Cơ thể cô không lạnh mà run lên. Làm trương phu nhân của tôi. Cảm thấy cơ thể nhỏ bé kia đang đứng ở đó. Anh liền cười gian, cối xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái. Coi như đã ký hợp đồng xong. Đến khi cô hoàn hồn thì đã ngồi trên bàn ăn cơm. Anh liên tục gắp đồ ăn cho cô đến khi bụng cô no căng tròn rồi. Sau đó, anh dùng cả cơ thể lực lưỡng của mình ôm chọn cô vào trong lòng, thoải mái ngủ một giấc tới tận chiều. 10 giờ sáng, anh bước vào nhà, liền ngửi thấy hương thơm bay khắp nhà, liền chậm rãi đi tới phía bếp, thấy Hải Quỳnh đang bận rộn bên trong, rất giống cô vợ nhỏ. Trên bàn có vài món ăn đơn giản, được trang trí vô cùng đẹp mắt. Phía sau, anh nhẹ nhàng ôm lấy bụng bầu của cô. Anh anh làm em sợ đấy. Tiểu Bạch Thỏ, không ngờ em cũng biết nấu ăn đấy. Anh hôn nhẹ lên má cô. Sao không nói sớm? Em biết tôi tốn bao nhiêu tiền gọi thức ăn ở bên ngoài không hả? Cô tắt bếp, cắp một miếng thức ăn và đưa vào miệng anh. Ngon không? Ngon. Cô quay lại đối mặt với anh và cười hiền hòa. Vậy, ngài có vừa lòng không? Vừa lòng. 8 giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức hai cơ thể đang ôm nhau trên giường. Anh cau mày khó chịu, nhưng vẫn không có ý định mở mắt. Thấy cơ thể nhỏ đang chuyển động, anh liềm ôm chặt hơn và thì thầm tai cô kệ nó. Như xem, ở người ngoài kia, thận không biết sống chết. Liệu mạng bấm chuông, đến nỗi sắp hỏng chuông như người ta rồi. Thấy cánh cửa có chút phản ứng mở ra, tiểu hắc đứng ngoài cửa vô cùng đắc ý. Hắn biết rằng, anh trưởng của hắn không đi thị sát ở bên ngoài, thì nhất định là đang ngủ ở nhà rồi. Cánh cửa mới mở ra một chút, hắn liền to giọng nói. Anh Trương, đại ca, có việc. Tiểu Hắc chưa nói hết câu, cánh cửa mở ra khiến hắn chết chân tại chỗ, một thân hình bé nhỏ mặc bộ váy ngủ bà bầu thoải mái đã đứng trước cửa. Mặc dù không phải cốt sắc thiên hương gì, nhưng mà không phải đẹp nguyên nước nghiêng thành thì cũng được coi là có nhan sắc. Điều quan trọng, quan trọng chính là người phụ nữ này lại từ trong nhà anh Trương chui ra mở cửa. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, bất giác hơi run nhẹ. Cái này đúng là khó tránh. Vị tiểu hắc là người đàn ông vô cùng to lớn, nước da hơi cháy nắng nên là lúc nào cũng mặc bộ đồ đen nguyên cây. Mặc dù anh luôn mặc những bộ tối màu, nhưng so với tiểu hắc thì đúng là không thể so sánh nổi. Còn chưa kể trên tay trái tiểu hắc, còn xăm một con rồng đen vô cùng nổi bật. Có lẽ vì vậy mà được gọi là tiểu hắc. Anh từ trong phòng bước ra, mặc nguyên một bộ đồ ngủ xanh đậm. Nhìn thấy cơ thể bé nhỏ kia bị tiểu hắc soi tới phát run. Anh liền cau mày, đi đến ôm lấy cơ thể mềm mại của cô và hôn nhẹ một cái lên trán. Và giúp tôi một cốc cà phê nhé. Cô nhìn anh rồi gật đầu nhẹ, đi vào trong bếp. Trong đầu của Tiểu Hắc, liền vang lên một tiếng nổ lớn, bùm. Thấy Tiểu Hắc vẫn đứng đơ như khúc gỗ, thiền minh liền cau mày. Vào đi. Anh à, ai vậy? Tiểu Hắc run rẩy. Vợ anh. Anh lạnh lùng đáp rồi đi về phía sofa ngồi xuống, thản nhiên như không. Tiểu Hắc đi đến chỗ ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người anh. Nếu không nhầm, không lẽ hắn nhầm người sao? Lúc này, cô bưng ra hai ly cà phê, đặt một ly cà phê đen trước mặt Tiểu Hắc và một ly cà phê nâu trước mặt anh. Nhìn ly cà phê có vẻ không đúng lắm, nhưng mà anh vẫn không biểu lộ mà còn dịu dàng nhìn cô cười. Vào phòng đợi tôi. Sau khi vào phòng, cô không để ý chuyện hai người mà đi vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo. Sau đó lên giường, ngồi đọc sách dành cho bà bầu. Không lâu sau, ở bên ngoài vọng ra tiếng của Tiểu Hắc. "Chị dâu, em về đây." Tiếng đóng cửa mạnh, sau đó thấy anh cầm cốc sữa và đi vào phòng, đặt lên cậy giường rồi lao vào ôm lấy cô. "Uống đi, rồi đợi tôi thay quần áo và đi ăn nhé." 12 giờ đêm, cô ngồi ngoài phòng khách lo lắng. Từ ngày Tiểu Hắc tới đây, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, có khi tới 1, 2 giờ sáng mới về. Hôm nay cũng vậy, anh đã đi từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đến khi ngoài cửa phát ra tiếng mở khóa cửa, cô liệt chạy vào phòng, lên giường giả bộ ngủ. Bước vào nhà, thấy phòng khách vẫn để điện, phòng ngủ mở nhưng không bật đèn. Trong lòng anh, bỗng như thấy ấm áp. Anh đi vào trong phòng ngủ, bật đèn ngủ. Đến giường, hồ lên trán ai kia đang dở vờ ngủ, nhẹ nhàng thì thầm vào tay. Đợi tôi sao? Sau này không cho phép em hư như thế nhá Phải nghĩ tới con chứ Sau đó anh cầm quần áo đi vào nhà tắm Một lúc sau đi ra liền lên giường Chưa biết trời đất là gì Thì liền bị ai đó lao vào lòng như tên lửa Không chống đỡ kịp Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Cô vẫn không thấy người đâu cả Cảm thấy thật sự rất mất mát trong lòng Chịu đựng xoa bụng 7 tháng của mình rồi thở dài Đang lục sục trong bếp Thì có tiếng mở cửa Cô liền chạy ra Sao anh về sớm vậy? tôi về lấy ít đồ tiện ăn cơm với em luôn anh tiện tay ôm lấy cô vào lòng trên người anh có mùi khét khét lúc này cô thấy bên áo anh có dính một chút máu bớt giác cô run nhẹ không phải của tôi đâu thấy cô không tin anh liền buông cô ra kéo khóa áo xuống kéo áo ở bên trong ra để lộ bộ ngực cường trắng của mình đúng là có rất nhiều vết sẹo mờ nhưng lại không có vết nào mới đang chảy máu cả nên cô mới yên tâm tôi đi tắm một cái đã Vốn dĩ là chuyện không nên hỏi, nhưng mà cô thực sự lo lắng cho anh. Sau khi tắm xong, cũng là lúc cô nấu cơm xong. Vừa ngồi vào bàn cơm thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Anh liền có chịu bắt máy, giọng mang một chút lạnh lùng và tàn nhẫn. Ở đâu? Được, tao đến ngay. Sau khi tắt máy, anh đưa mắt nhìn cô có vẻ áy náy, đứng dậy, đi đến hôn chán cô, giọng dịu đi đáng kể. Xin lỗi, tôi có việc phải đi, chỉ nốt hôm nay thôi. 12 giờ đêm, cô nằm ngủ quên trên ghế phòng khách thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, liền mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Giờ này rồi, còn ai tới bấm chuông cửa nhà mình không biết nữa. Vừa mở cửa, cô lập tức sợ hãi tới mặt trắng không còn giọt máu, nhìn tiểu hắc đang đỡ cơ thể toàn máu của anh, cả hai người toàn mùi thuốc súng nồng nặc. Chị, chị dâu. Tiểu hắc thấy biểu cảm của cô thì liền gọi nhẹ. Cảnh tượng này đối với tiểu hắc và anh đương nhiên là bình thường rồi, nhưng với người như cô thì đâu gọi là bình thường mà phải gọi là quá nghiêm trọng cô liền bừng tỉnh tránh ra một bên để cho tiểu hắc đưa anh vào nhà liền đóng cửa chạy tới mở cửa phòng ngủ của mình thì giọng của anh vang lên phòng tôi cô liền quay sang mở cửa phòng anh rồi bật điện để tiểu hắc đưa anh lên giường tiểu hắc vừa đặt anh xuống giường liền mở miệng hỏi hộp cứu thương đâu ở trong thư phòng giọng anh khó khăn vang lên Tiểu Hắc đang định đứng dậy thì bị anh kéo lại. "Hải Quỳnh, em, em đi lấy luôn một chai rượu ở ngăn cuối cùng của tủ rượu đến đây." Cô lập tức quay người chạy vào thư phòng. Lúc này, cô quên cả chuyện mình không được vào thư phòng. Vừa mở cửa bước vào, thứ đập vào mắt cô chính là một bộ cảnh phục được treo ngay ngắn ở trên giá treo đồ. Trên vai cảnh phục còn có huy hiệu hai màu vàng đỏ chói. "Trung tướng?" Trong đầu cô liền có một câu hỏi hiện lên thì nghe giọng tiểu hắc ở trong phòng anh vọng ra. Chị dâu, cô liền gạt bỏ mọi câu hỏi trong đầu, lấy hộp cứu thương cùng một chai rượu trong tủ rồi mang tới phòng của anh. Lúc này, tiểu hắc đã bỏ chiếc áo ngoài của mình, đang ngồi trước kệ đầu giường dùng một con dao nhỏ hơi trên ngọn lửa. Nhìn khuôn mặt khó tả của cô, anh liền hiểu bí mật của mình đã không thể che giấu được nữa. Em đi ra ngoài đi, đóng cửa vào. Giọng của anh trầm ổn vang lên Cô đặt đồ gần chỗ tiểu hắc Rồi ra ngoài đóng cửa lại Nhưng mà không rời đi Mà áp tay vào cửa Trong phòng tiểu hắc mở nắp chai rượu Đưa cho anh tu một hơi hết 3 phần 2 chai rượu Ổn chưa anh Em làm nhé 30 phút sau tiểu hắc tay cầm chiếc áo khoác da đen của mình Toàn thân mồ hôi nhễ nhoại đi ra Thầy cô vẫn ngồi trên ghế sofa Chị dâu Anh ấy chưa ngủ rồi còn dặn chị về phòng ngủ đi. Tiểu Hắc dùng con mắt kỳ lạ nhìn cô, mặc dù gọi cô là chị dâu, nhưng mà thực lòng hắn không hề công nhận cô. Hắn biết người này không thể tin tưởng ai cả nếu mà còn muốn sống, nhưng mà hắn lại không thể bàn cãi được. Cô quá bản lĩnh, leo lên giường đại ca của hắn còn mang thai con của anh. Tướng chị dâu này không muốn gọi cũng phải gọi. Nói xong, Tiểu Hắc liền đi về. Sau khi khóa cửa, cô liền vào phòng của anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, anh nằm trên giường, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, thấm thành một mảng to trên giường, khuôn mặt tái nhật, ở eo được băng bó vô cùng cẩn thận. Giống như người làm việc này thuần thục đến độ cao siêu luôn vậy. Trên kẻ đầu giường có một con dao nhỏ và một viên đạn cùng rất nhiều bông băng máu la liệt dưới sàn nhà. Rốt cuộc, anh là ai? Giọng của cô nhẹ nhàng vang lên, không gian trở nên tĩnh lặng, sự tĩnh lặng như lúc ban đầu. Không biết người trên giường đã ngủ hay chỉ giờ vờ ngủ mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã cảm thấy có một đôi tay nhỏ đang nắm tay mình, liền cau mày nhìn sang. Thấy cô đang ngồi cúi đầu trên tay mình, ngủ gục một cách ngon lành. Không lẽ cô đã ở đây suốt đêm qua sao? Dậy rồi à? Anh tỉnh rồi sao? Tốt quá. Đêm qua bỗng nhiên anh bị sốt, làm em lo chết đi được cô vừa nói vừa ngồi lên giường dùng chán mình chạm vào chán anh khiến mặt anh kia đỏ bừng lên bận hơi sốt làm sao bây giờ hay là chúng ta đến bệnh viện nhé cô lo lắng nhìn anh không được tại sao chứ lại ra anh đến tới thẳng bệnh viện từ đêm qua cô nhìn anh mắt đỏ ngầu giống như vừa khóc xong đây là chuyện của thế giới ngầm với lại nếu bác sĩ hỏi thì em sẽ trả lời lý do ra làm sao nhưng mà nước mắt cô tràn ra và rơi vào tay anh nhìn thấy rồi có đúng không cô nhìn anh gật đầu anh vươn tay bám lấy cổ cô rồi lôi cô nằm xuống ngực mình tôi sẽ bảo vệ mẹ con em xong lần này tôi sẽ trở về là một cảnh sát bình thường em sẽ không cần phải lo lắng cho tôi nữa nên là hãy đợi tôi có được không cô ở trong lòng anh vẫn không ngừng khóc và gật đầu đừng lo đặc vụ được huấn luyện khắc nghiệt hơn cảnh sát rất nhiều với lại tôi làm chuyện này đã 5 năm rồi Nếu không phải sự cố Thì tôi nhất định sẽ không về hưu sớm đâu Hải Quỳnh vác bụng bầu 9 tháng của mình Đi ra khỏi bệnh viện mang thai rõ ràng là vô cùng vất vả Nhưng mà cô lại thấy hạnh phúc Vì vừa rồi Bác sĩ còn nói đứa bé trong bụng cô Vô cùng khỏe mạnh Khiến cô càng cảm thấy niềm vui sướng này Chỉ nghĩ tới mấy ngày nữa Là đón chào đứa bé Là cô không thể ngừng vui sướng được Có lẽ gần tới ngày sinh nên anh gần như ở nhà với cô chỉ tiếc một điều hôm nay đi khám mà anh lại bị gọi đi gấp thực sự cô rất muốn cùng anh đi siêu âm vậy mà hải quỳnh thở dài tôi vậy để vài ngày nữa cùng anh đi bỗng nhiên có một chiếc khăn bịt mũi cô lại một hương lạ khiến cả cơ thể của cô chìm vào mê man lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế tay chân đều bị trói miệng bị buộc một cái khăn tại một ngôi nhà kho cũ. Cách cô không xa, một lão già bụng vệ, miệng ngậm điếu xỉ gà, tay ôm một cô gái trẻ. Đằng sau lão có khoảng 40 đến 50 tên mặc áo đen. Thầy cô đã tỉnh lại, lão liền ôm lấy cô gái đó tới chỗ của cô. Xử lý thằng chó đó, xong việc, thì nó thuộc về chúng mày. Đã thử với gái có bầu bao giờ chưa? Kích thích lắm đấy. Giọng của hắn ôn hòa và khoái trá. Cảm ơn đại ca tên em kia nhìn cô thì có vẻ không vừa lòng lắm nhưng mà vẫn định lao vào lấy lòng lão lão quay lại ghế ngồi nhận được điện thoại từ tay của đàn em khác của mình lập tức điện thoại vang lên alo giọng nói trong điện thoại vô cùng lạnh lùng của anh vang lên ba giờ chiều nay tại nhà kho cũ một mình nếu muốn gặp vợ của mày sau đó lão liệt tắt máy nhìn về phía cô gái giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô cả cơ thể cô bắt đầu run lên vì sợ lập tức mọi dây thần kinh trên người cô không tự chủ mà căng ra hết cỡ trong lòng không ngừng gào thét anh à đừng đến nhất định đừng đến không được đến tại thời điểm đó ở phía sau của anh sau khi nhận được điện thoại trên mặt anh trở nên đen sì và khó tả chiếc điện thoại trong tay anh liền bị ném vào tường vỡ tan tành từng mảnh mẹ nói chứ anh tính sao giọng của tiểu hắc vang lên còn sao nữa chuẩn bị xe đi anh đi một mình ư? Không được đâu. Lần này nhất định lão ta đã biết thân phận của anh. Sẽ không để cho anh sống vì một con đàn bà như vậy. Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Hắc liền nhận một cú đấm vào mặt, lảo đảo ngã xuống đất. Cô ấy là vợ của tao. Anh nhìn Tiểu Hắc ngã trên mặt đất, miệng chảy máu, nhấn mạnh từng từ một. Cả đời Tiểu Hắc nhất định không bao giờ nghĩ rằng mình lại bị anh đánh. Càng không thể tin rằng anh vì một người đàn bà mà bỏ bao nhiêu công sức, nằm 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 vùng của mình. Ba giờ chiều tại nhà kho cũ, một mình anh bước vào bên trong, tiến về phía lão già. Máu thả cô ấy ra đi. Mày nghĩ mày là ai? Mà bảo thả thì tao phải thả hả? Mày chỉ cần tao thôi, có đúng không? Đúng, nhưng mà tao cũng không có nói là thả người. Lão khốn, anh vừa dứt lời thì mấy tên cầm súng đánh liên hồi vào người anh. Cách đó không xa, Hải Quỳnh ngồi trên ghế, nước mắt liền trào ra và liên tục lắc đầu. Đừng, đừng đánh nữa, Xin các người đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa mà, xin các người đừng có đánh. Cơ thể của anh đầy máu nằm trên đất, mắt vẫn hướng về phía cô. Bỗng nhiên, lão quay người lại, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đang đau khổ của cô. liền ra lệnh cho đàn em của mình thả cô ra. Đúng như dự tính của lão, ngay khi được thả, cô lập tức chạy lao về phía anh, còn đẩy ngã một tên lính để chạy lấy ôm lấy cổ anh. Anh à, sao anh lại đến? Đủ điên nhà anh, sao anh lại đến đây chứ? thấy hành động của cô, bọn chúng bỗng chốc ngừng lại trong giây lát, nhưng rồi vẫn tiếp tục dùng súng đánh vào người của cô và anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy người cô vào lòng, dùng hết cả cơ thể che cho cô an toàn ở bên dưới người mình. Máu từ miệng của anh chảy xuống khuôn mặt cô, còn cô thì chẳng thể làm được gì ngoài ôm lấy anh mà khóc. Dừng lại, giọng của lão vang lên, lập tức bọn chúng dừng lại, nhìn hai cơ thể ôm nhau, trong mắt lão lại chẳng có chút cảm xúc nào đang nhìn hai con sâu bọ. Lão ta đứng dậy và cầm lấy một khẩu súng hướng về phía hai người và cất giọng. Nể tình mày theo tao năm năm nay, tao cho gia đình ba người bọn mày cũng đi chầu Diêm Vương. Tao đếm từ một đến năm, có gì chăn chối thì mau nói đi. Vì em là vợ của tôi, anh cúi xuống thì thầm tai cô. Một, hai, ba, nhắm mắt lại, bốn, cô nghe theo liền nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh. Không sao, chỉ cần ở bên cạnh anh thì địa ngục hay trần gian đều như nhau cả thôi. Năm, đoang, đoang, một tiếng súng vang lên, không gian của nhà kho tràn ngập trong mùi thuốc súng. Còn muốn giải chết tới bao giờ nữa? Một giọng nói lạ vang lên. Mẹ kiếp, mày đến muộn. Đâu có, tại ông anh diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đạt quá, nên là em đâu dám pha đám chứ. Cô nằm trong lòng anh, vừa nghe giọng anh liền mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của anh đang mắng trời người khác. Thấy cô mở mắt, anh lập tức lấy lại vẻ hiền hòa nhìn cô rồi cúi xuống ôm cô vào lòng. Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đưa em về nhà, ngoan nhé. Chị Cao nhìn hành động vừa rồi liền há hốc mồm. Trời, đây có phải là bảo đăng huyền thoại không? Sao, rốt cuộc thì thằng trời đánh này, uống phải thuốc nổ gì thế này? Vì một người phụ nữ mà nó huy động nửa quân đội đột kích đến đây như để bắt mười mấy tên buôn ma túy và vũ khí, đã phá hỏng kế hoạch 5 năm trời, mà giờ còn thản nhiên ngồi đó, vỗ về một người phụ nữ nữa. Bỗng nhiên, bụng cô chuyển tới một cơn đau, cô nhắm mắt lại, lấy áo của anh và hét lên. Bụng em đau quá, hình như sắp sinh rồi. Anh, anh, anh lập tức bế cô chạy thẳng về phía chiếc xe cảnh sát ở bên ngoài, rồi lao tới bệnh viện. Ở đây là ngoại ô, nên là phải mất ít nhất 20 phút chạy đường dài. May là xe cảnh sát, nên là được nhường đường. Trước khi vào phòng đẻ, cô nắm chặt lấy tay anh. Nhớ nha, chuyện gì thì nhất định anh cũng phải chọn con. Mấy ngày sau tại trụ sở cấp cao trung ương, Bảo Đăng mặc bộ quân phục đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của trọng quan tính. Trọng quan tính khó hiểu nhìn Bảo Đăng trước mặt mình rồi nhìn đơn xin rút quân trên tay mình. Mặc dù kế hoạch lần này có chút sắc dối về cuối, nhưng mà ông không thể phủ nhận công lao của Bảo Đăng lần này. Ngày sau khi gây loạn một ngày, Bảo Đăng liền dẫn người đột kích luôn vào hang ổ kia, bắt gọn tất cả kẻ cầm đầu, rút ngắn thời gian nửa kế hoạch, khiến ông vô cùng hài lòng. Nhưng không hiểu sao, sau khi lập công lớn này, Bảo Đăng không tiếp tục thành tựu của mình mà muốn rút quân, quay về địa phương, ăn giải quyết mấy vụ trộm gà bắt chó. Bảo Đăng, cậu là một nhân tài, tôi không hiểu sao cậu lại muốn rút quân, cậu mới được thăng chức làm bố sao? Trọng quan tính liền tròn mắt nhìn Bảo Đăng, dùng tay bóp chán của mình cuối cùng bất lực một chút. Trong cái nghề trắng đen không phân biệt rõ ràng này, không những từ bỏ gia đình bạn bè, mà ngay cả bản thân trước đây là ai cũng phải từ bỏ luôn. Không được để bản thân dính vướng, vì một khi đã vướng mắc nhất định phải loại trừ. Ông đâu có lý do gì để giữ bảo đăng, đúng là nhân tài thì khó giữ. Ngoài hành lang, cô vô tình đi qua hải trì cao. Vì một người mà bỏ đi tâm huyết cả cuộc đời, liệu có đáng không? hải chế cao bước đi nhưng mà không quay người lại vì một người mà nguyện bỏ tất cả huống chi là một sở thích ba năm sau trong phòng đầy cảnh xuân sắc bảo đăng đừng mà em đang muốn ngủ mà anh làm việc anh muốn làm em không cần dậy thế là anh mạnh mẽ tiến tới làm điều mình muốn bất chấp vẻ mặt ngái ngủ của cô gái kia hai tháng sau tiếng hết của hải quỳnh từ trong phòng vệ sinh vọng ra sao vậy nghe thấy tiếng hết anh từ ngoài chạy thẳng vào nhà vệ sinh anh xem đi tất cả tại anh đấy em không biết đâu cô mặc bộ váy ngủ thoải mái đứng trong nhà vệ sinh giơ chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót hướng về phía anh anh ngớ người một lúc đi đến chỗ cô rồi kéo cô vào trong lòng cối xuống hồn lấy đôi môi mỏng của cô mặt cô đỏ hồng lên ngước lên nhìn anh đầy oán hận được rồi là tại anh tất cả là tại anh thấy cô chưa hết giận anh cối xuống ôm lấy đuổi cô bế lên và xoay mấy vòng. Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống đi. Anh dừng lại nhìn cô rồi chu môi, chụt chụt. Cô liền phì cười, cối xuống đặt môi anh một cái chụt. Anh bế cô ra giường, chống hai tay lên đệm, chán của mình chạm vào chán của cô. Thích không? Mặt cô liền đỏ như một trái cà chua chín mọng. Cái này còn hỏi sao? Đương nhiên là thích rồi, lại phải làm không công một năm nữa hay sao? Anh bị môi. Hôm đó đã bảo không rồi cơ mà. Nhưng nó mà lên rồi, thì đâu còn quyết quyết định ở anh nữa. Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ được một bàn tay nhỏ bé đẩy ra. Vừa thấy Bảo Bảo, trong mắt hai người hiện rõ yêu thương. Anh đi đến bế Bảo Bảo nhỏ, đang ôm chú gấu, vẫn còn ngái ngủ đi tìm mẹ, rồi đặt vào lòng cô. Bảo Bảo thấy ngồi trong lòng mẹ, lấy bàn tay mũ miễn của mình bám vào áo mẹ. Cô cúi xuống cọ má mình, vào má phúng phính của Bảo Bảo nhỏ. Bảo Bảo nhỏ của mẹ... Mẹ tưởng con chết đi được. Con cũng yêu mẹ. Bảo bảo nhỏ quay sang, hồn lên má cô một cái. Bảo bảo, con có muốn được làm anh không? Bảo bảo nhỏ ngây ngốc nhìn cô, không biết cô cậu có hiểu gì không, mà gật đầu như búa bổ, rồi úp mặt vào lòng cô. Trong nắng dịu dàng của chiều xuân, Khải Quỳnh dừng bước trước một cửa hàng váy cưới trong trung tâm mua sắm gần nhà. Ở với anh 5 năm. Cô chưa từng một lần đề cập tới chuyện cùng anh ra tòa án nhân dân, cũng không nghĩ gì tới chuyện tổ chức nhưng là phụ nữ ai chẳng muốn một lần mặc chiếc váy trắng tinh tế này cùng với người mình yêu bước vào lễ đường được bao nhiêu người chúc phúc cơ chứ bỗng nhiên một bàn tay to lớn ôm lấy cô vào lòng thì thầm vào tai cô thích không để em sinh con xong chúng ta sẽ làm đám cưới sao anh lại ở đây tôi đi tuần anh cúi xuống hồn lấy đôi môi của cô ngay giữa phố thị liền bị cô đẩy ra anh làm gì vậy đang ở giữa phố đấy. Cô quay sang hai bên, liền nhìn thấy mấy người mặc cảnh phục ở đó. Không ra có lẽ là đồng nghiệp của anh. Hồn vợ thôi mà. Ai nói sẽ lấy anh chứ, đủ đáng ghét. Cô đánh nhẹ vai anh rồi xấu hổ bỏ đi, để anh đứng cười ngây ngốc giữa phố. Tối hôm đó vừa bước chân vào nhà, anh đã thấy hai mẹ con nằm ngủ trên ghế. Cậu nhóc đang nằm trên bụng mẹ, đã mang bầu ba tháng rồi mà vẫn giữ thói quen, thận là hết nói nổi mà anh cúi xuống bế bào bào nhỏ vào phòng ngủ rồi quay lại bế cô thấy trên bàn trà phòng khách có một tập giấy vẽ nhìn hình vẽ trên tập giấy bỗng chốc cảm thấy vui vẻ lạ thường không ngờ cô lại có sở thích này liền lấy máy ra chụp một bức rồi mới ôm cô vào phòng ngủ hôm sau hải quỳnh nhìn bụng bầu năm tháng của mình rồi thở dài không biết nháy mắt một cái mà bụng cô đã như lên rồi cuộc sống này thật sự quá mong đợi của cô ngoài anh ra cô còn bảo bảo và tiểu tiên thần bánh xốp này. Dường như hạnh phúc đến với cô, cô đã quên mất mình là ai. Nhưng càng hạnh phúc, cô lại sợ một ngày nào đó anh biết sự thật. Liệu còn thương yêu cô và chiều cô nữa không? Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cầm chiếc điện thoại lên khiến cho cô ngây người. Rốt cuộc, ngày này cũng đến rồi. Alo. Tiểu Lý, không lẽ em đã quên giao kèo giữa chúng ta rồi hay sao? một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại, khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Tôi, tôi không làm được. Hạn cuối, tối nay. Sau đó điện thoại chuyển tới một tiếng tút tút. Khuôn mặt xinh xắn của cô lập tức trắng bệch. Nhìn bảo bảo nhỏ, đang ôm chú gấu nhỏ của mình ngủ. Cả cơ thể liệt toát mồ hôi, nhưng mà cơ thể lại vô cùng lạnh. Anh vừa bước vào, liền nhìn thấy khuôn mặt cô như vậy, liền đi tới gần ôm lấy cô. Có chuyện gì vậy? À không, không có gì đâu, Sao anh về sớm thế? Nhớ mẹ con em thì anh về chứ sao? Anh hôn nhẹ lên má của cô. Trong phòng ngủ, khi thấy người bên cạnh mình đã thực sự chìm trong giấc ngủ, cô đưa tay sở khuôn mặt của anh, nước mắt tràn ra trong vô thức. Đã 5 năm rồi, cô sống trong sự bao dung và yêu chiều của anh. Nhưng giờ thì hết rồi, mọi thứ đều kết thúc rồi. Cô thật sự muốn sinh đứa bé trong bụng, nhưng mà những ngày tháng bình yên trước đây Đối với cô, đó là ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Như một giấc mơ hão huyền mà chân thực nhất. Cô lấy một con dao nhỏ ở dưới gối của mình. Nằm đó, hắn cứu cô một mạng, giờ cô sẽ trả lại cho hắn. Sau này bảo bảo nhỏ, phải nhờ anh chăm sóc vậy. Rốt cuộc thằng ngu nào, cử một sát thủ ngốc nghếch tới đây ám sát tôi vậy. Giọng của anh khàn khàn vang lên. Lúc này, có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, hướng mũi dao vào tim anh. Cả cơ thể cô bị anh kéo sát vào người. Lúc này anh mới từ từ mở mắt ra nhìn cô. Nó không còn chứa đựng sự dịu dàng, yêu thương mà là sự lạnh lùng và giận dữ. Bớt giác, cả cơ thể cô run lên vì sợ hãi. Anh dùng lực nắm tay chặt cô, cầm con dao ấn mạnh vào ngực mình. Lập tức, một dòng máu đỏ chảy ra, thấm ướt áo anh. Không, đừng mà, anh mau buông tay ra đi, buông đi mà, xin anh đấy. Thấy cô quá xúc động, anh liền buông tay cô ra, lấy con dao trong tay cô vứt sang một bên rồi ôm cô vào lòng vỗ về. Được rồi, tôi chưa từng thấy một sát thủ nào như em đấy. Được rồi, là tôi không tốt, không nên dọa em, ngoan nào. Anh dịu dàng vỗ về cô, cô hất tay anh ra, quay người lại xoay lưng về phía anh, cả người run lên bạo hòa khóc. Cô không phải sát thủ gì cả, chỉ là được sai lên giường anh, lấy lòng tin của anh rồi nhân cơ hội để hại anh. Đêm đầu tiên đó cũng là do người đó sắp xếp gần chỗ cô để cô cố ý đi qua đường để giúp đỡ anh. Cả nhà nghỉ đêm hôm đó cũng đã được sắp đặt từ trước. Tất cả đều là giả dối hết. Anh vòng tay ôm lấy bụng bầu của cô, từ từ xoa cho cô. Cô lập tức cầm cánh tay của anh vứt sang một bên. Cô không xứng đáng nhận được tình yêu thương này, sự chăm sóc của anh. Cô không xứng đáng là mẹ hai đứa con của anh anh dùng tay kéo mặt cô lại hút lấy những giọt nước mắt của cô đừng khóc nữa không là tôi đánh đòn bây giờ đấy anh biết từ khi nào từ khi gặp lại lúc em đang mang thai bảo bảo năm tháng vậy sao anh còn vì tôi yêu em em là vợ tôi và là mẹ của các con tôi chứ sao nữa đừng lo tôi sẽ bảo vệ mẹ con em việc của em chính là sinh cho tôi một công chúa bánh xốp dễ thương giống em là được anh kéo cô quay lại áp vào ngực mình và vỗ về từ đêm hôm đó, cô luôn có chút tránh né anh. Nếu không có gì quan trọng, nhất định sẽ không ở chung một chỗ với anh. Luôn trốn vào phòng bào bào nhỏ. Đến lúc khẳng định anh đã ngủ rồi, mới chịu về phòng ngủ. Làm anh có cảm giác mình vừa làm một chuyện tay trời vậy. Nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy anh đã ngủ mới khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Thật không ngờ vừa trèo lên giường thì cô liền bị ai đó kéo vào lòng. Bắt được em rồi nha, tiểu bạch thỏ anh chưa ngủ sao em nghĩ tôi có thể ngủ trong lúc em tha cô công chúa nhỏ của tôi ở bên phòng người đàn ông khác hay sao phòng bảo bảo nhỏ mà cũng được gọi là phòng của người đàn ông khác từ bao giờ thế sao lại tránh tôi nói đi không có nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô thấy cô không có ý định nói nên cũng không ép nữa ngủ đi cô đưa đôi mắt to nhìn anh có phải anh thực sự tin tưởng cô nếu một ngày nào đó cô lại cầm dao đâm vào anh nữa thì sao? Chuyện này đến cô còn không thể tin chính mình, vậy mà anh lại không hề cảnh giác với cô. Thì ra cảm giác được ai đó tin tưởng lại là như thế này. Cảm thấy hạnh phúc tràn đầy trong lòng, nó giống như khu vườn hoa đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân sau một đêm băng giá. Cô úp mặt vào ngực anh cọ cọ mấy cái. Cánh tay đang xoa bụng cô bất giác dừng một chút, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì không thấy anh đâu nữa. Chỉ thấy như thường lệ, bảo bảo nhỏ được bế đặt vào lòng cô. Đây là thói quen của cậu nhóc. Cứ 6 giờ sáng, không cần biết ba mẹ dậy chưa, cậu nhóc lại ôm chú gấu nhỏ, mở mảng mở cửa phòng của hai người. Sau đó sẽ được ba bế lên và đặt vào lòng mẹ. Cậu nhóc lại tiếp tục ngủ ngon, mặc kệ ba muốn làm gì thì làm. Cái này cũng không thể trách cậu nhóc được, vì ba cậu làm ở bên phòng án, có lần đi điều tra đi sớm về muộn Thỉnh thoảng cũng có lúc 2-3 tuần không về Dù rất quý ba Cũng vẫn còn cảm giác xa cách khó tả 8 giờ sáng Cô đang chuẩn bị cùng bảo bảo nhỏ tới trường Thì nhận được cuộc điện thoại của anh Alo Em đang làm gì vậy Em đang chuẩn bị đưa bảo bảo nhỏ đi học Vậy em cầm cho tôi tập tài liệu Ở trên bàn trà Và mang tới khách sạn Triều Đông cho tôi nhé Vâng ạ Cô lấy tập tài liệu trên bàn Rồi đưa cậu nhóc tới trường sau đó bắt taxi tới khách sạn triều đông thì đã thấy anh đứng ngay ngoài khách sạn đợi mình đây là tài liệu anh cần ừ anh cầm lấy tập tài liệu tiện thể cầm lấy tay cô và kéo vào khách sạn anh làm gì vậy tôi muốn em gặp một người là ai thì đi rồi sẽ biết ờ à, nhắm mắt lại đi cô vừa nhắm mắt lại anh liền lấy một khăn đen bịt mắt cô lại anh làm gì vậy cứ đi theo tôi là được cô dựa vào cái ôm của anh đi theo từng bước chân anh. Mất khoảng 15 phút thì anh đã bỏ khăn ra. Đây là một dãy hành lang dài được lát gạch trắng toàn bộ từ nông nhà cho tới tường và sàn. Nơi này vô cùng lạnh lẽo, mặt trời không thể chiếu tới được mà phải dùng tới đèn chiếu sáng. Anh cầm tay cô, dịu dàng đi qua mấy phòng. Có vài người nhìn anh thì liền nghiêm chỉnh làm động tác chào. Ở trong quân đội cũng không khó đoán lắm. Đây là tổng bộ quân mật của cảnh sát làm gián điệp. Thảo nào anh lại bịt mắt cô lại. Thật không ngờ, ở ngay khu phố ăn chơi lại chính là tổng bộ nha. Đúng là thật biết cách chọn địa điểm mà. Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Ai có thể ngờ tổng bộ cảnh sát lại ở ngay dưới chân xã hội đen cơ chứ? Anh dừng lại tại một căn phòng và gõ cửa. Vào đi. Giọng của hải trí cao từ trong vọng ra. Đây là tài liệu mày cần. Anh cùng cô bước vào trong phòng, liền vứt tập tài liệu lên bàn làm việc của hải trí cao lúc này hải trí cao mới rời mắt khỏi tập tài liệu trồng cao hơn núi của mình nhìn hai người với chút bất ngờ rồi chuyển sang giận dữ ai cho mày mang người lạ vào đây vợ tao hậu quả tao chịu ý kiến gì anh không để ý tới sắc mặt của hải trí cao mà thản nhiên nói người đâu dẫn tới phòng tra khảo số 5, nhận địa điểm anh tiếp tục ôm lấy eo cô rời khỏi phòng đi đến một hành lang khác lần này anh trực tiếp mở cửa Căn phòng chỉ là một phòng trống có một tấm kính lớn. Qua lớp kính, cô nhìn thấy một người mà khiến cô bất giác sợ hãi. Theo phản xạ, cô lùi lại mấy bước chạm vào người anh. Đừng sợ, chỉ có chúng ta nhìn thấy hắn thôi. Sao, sao ông ta lại ở đây? Cô nói trong tiếng run. Cái này còn phải hỏi sao? Không phải vì cô mà hắn đã liều sống liều chết bắt về hay sao? Hải chế cao không biết từ đâu chui ra, nói vọng vào rồi biến mất tiêu. Anh nhìn Hải Quỳnh, Hãy để tôi đẩy lùi nỗi sợ trong em. Sau này, em chỉ cần làm tốt bổn phận của trương phu nhân của tôi là được. Anh dịu dàng và hôn lên trán cô. 9 giờ sáng chủ nhật, Khải Quỳnh ôm bảo bảo nhỏ, ngồi trên ghế xem phim hoạt hình mà cậu nhóc thích nhất. Anh mặc chiếc tạp dề từ trong bếp đi ra, ngồi cạnh hai mẹ con, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu 7 tháng của cô. Còn hai tháng nữa, anh thở dài nhìn cô. Chỉ cần nhớ tới chuyện, 3 năm trước em sinh bảo bảo nhỏ, Thực sự là muốn lấy cái mạng của anh mà Lần này chị cầu mong cho em sinh bối bối Không có chuyện gì là đã cảm ơn trời Phật rồi Bỗng nhiên có chuông cửa vang lên Anh đành đứng dậy mở cửa Thì ngay lập tức bị nhận một chàng la của mẹ Cái thằng bất thiếu Mẹ đã bảo hôm nay 8 giờ Là phải đi xem mất lâm tiểu thư Mà giờ này con ở nhà là như thế nào hả Mày muốn cho cái nhà này Tuyệt tự tuyệt tôn Thì mày mới vừa lòng phải không Mẹ sao mẹ lại tới đây Tôi không đến đây thì chỉ sợ anh quên tôi là mẹ anh thôi." Bà vừa nói vừa đánh nhẹ vào người anh. Bước vào nhà, bà liền gây ra nhìn Hải Quỳnh và bảo bảo nhỏ đang ngồi trên ghế. Họ cũng gây ngốc không kém. Mẹ của anh, trời ơi, là mẹ của anh. Sống với nhau năm năm, đừng nói là nhìn, ngay cả nhắc tới mẹ anh, anh cũng chưa bao giờ hé miệng. Không gian trở nên vô cùng ngột ngạt. Bà vừa bước vào nhà, liền nhìn thấy người phụ nữ mang bầu 7-8 tháng. Bên cạnh còn có một thằng bé khoảng 3-4 tuổi. Ngoài đôi mắt giống người đàn bà kia ra, thì thằng bé thực sự là bản photo mini của con bà. Xảy ra là bị lộ rồi. Mới đầu tiến đợi cô sinh xong, rồi mang ba mẹ con về nhà. Không ngờ lại bị lộ như thế này. Anh đi đến, cúi đầu xuống ôm lấy bảo bảo nhỏ, rồi nắm lấy tay cô, đi tới trước mặt mẹ mình. Mẹ ơi, đây là Hải Quỳnh vợ con. Cô ấy có bầu 7 tháng rồi. Còn nữa, đây là cháu trai của mẹ. Nên là mẹ không cần lo bị tuyệt tự tuyệt tôn đâu ạ. À? Anh vừa nói xong thì liền nhét thằng bé vào tay bà. Hải Quỳnh à, đây là mẹ tôi, em chào mẹ đi. Cô Lý, cháu thì tôi nhận, còn cô xin lỗi, tôi không có đủ tư cách. Tôi cho cô 500 triệu, coi như là trả công cô sinh cháu cho gia đình chúng tôi. Nói xong, bà lấy trong túi mình một tập xét, viết con số và xé ra, đoạn đập lên tủ giày. Sau đó quay người và bỏ đi. Trước khi đi, bà còn để lại câu nói. Tối mai, mày về nhà nói chuyện. Nói rồi bà đi thẳng ra ngoài. Anh xoay lại nhìn cô, cô liền cúi mặt xuống đất, khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Ôm tiểu bạch thỏ vào, bị mẹ anh dọa tới nỗi không nói nên lời. Anh dịu dàng an ủi. Ngoan, đừng sợ em. Ngày mai tôi sẽ giải quyết. Bổn phận em đừng lo. Tối hôm qua, theo như lời mẹ anh, anh đã về nhà bố mẹ mình, để cô và bảo bảo nhỏ ở nhà. Nhưng không hiểu sao đêm qua anh không về, điện thoại cũng không gọi được, khiến cô lo lắng cả đêm, ngồi ngoài phòng khách đợi anh thức trắng cả một đêm. Đến sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, liền chạy ra mở. Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi, nói có người gửi bưu phẩm cho cô, sau đó thì rời đi. Cô nhìn bưu phẩm là một chiếc đĩa. Thật là cô không hề có đặt hàng, sao lại có bưu phẩm này được cơ chứ? Nhưng mà địa chỉ và tên người nhận thì rõ ràng là cô. Cuối cùng cô quyết định bật lên xem ngay lập tức màn hình hiện lên hai cơ thể cuốn lấy nhau không một mảnh vải che thân người đàn ông trong video chính là người cô đợi suốt đêm qua không về còn người con gái kia cũng chẳng xa lạ gì với cô đó chính là lý thiên hoa em gái cùng cha khác mẹ của cô cánh cửa nhà mở ra anh mệt mỏi bước vào nhà nhìn thấy cô đang đứng trước tivi không những thế trong tivi còn phát ra giọng nói gằn gằn của anh anh yêu em cô quay về phía cánh cửa cả khuôn mặt sợ hãi nhìn anh đang tiến về phía mình mà run lên cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc khi anh vươn tay ra định kéo cô vào lòng không đừng đừng có đụng vào tôi cánh tay anh dừng lại giữa không trung đây là lần đầu tiên cô từ chối cái ôm của anh cô tránh người anh rồi chạy vào phòng ngủ giờ cô rất mệt rất khó thở trái tim như bị một tảng đá đè nặng vô cùng đau đớn nằm trên giường, cô thấy bụng mình chuyển tới những cơn đau nhẹ. Cô không ngờ mình đã ngủ như thế nào, ngủ trong bao lâu. Chỉ nhớ rằng mình bị ánh đèn làm cho loa mắt mới tỉnh giấc. Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang bên tai. Em à, vợ à, em dậy ăn một chút đi. Tôi không đói. Cô không mở mắt, xoay lưng về phía anh, cảm thấy bụng mình chuyển tới những cơn đau rõ ràng hơn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường, cả cơ thể đau mỏi. Lúc này, anh từ ngoài đi vào, chèn tay bế theo bảo bảo nhỏ vào phòng. thấy cô tỉnh lại, anh liền đi tới cạnh giường, đặt bảo bảo nhỏ ngồi lên mép giường. em tỉnh rồi à? có thấy khó chịu ở đâu không? em đừng có cử động, em còn yếu lắm đấy. anh dùng tay vuốt mái tóc cho cô và dịu dàng nói. còn tôi, bối bối không sao, chỉ sinh non, nên là nằm ở trong lồng ấp thôi. em đừng có lo lắng quá. thấy cô thở dài, anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật không ngờ cô lại quay mặt đi chỗ khác không muốn nhận nụ hôn của anh sau một tháng ở bệnh viện cuối cùng cô cũng được bế bối bối về nhà bối bối sinh thiếu tháng không chỉ nhỏ mà ngay cả mẹ cũng yếu thời gian này anh đều xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc mẹ con cô tối đó sau khi làm xong mọi việc anh bước vào phòng ngủ của bảo bảo nhỏ và bối bối thì thấy cô ngồi ngủ gật ở trên đất anh đi tới đắp lại chăn cho bảo bảo nhỏ nhìn bối bối ngủ ngon lành rồi cúi xuống bế cô về phòng. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong lồng ngực của anh, thấy khó chịu, định nhẹ nhàng rời khỏi thì bị anh ôm chặt hơn. Đừng có phá, anh đang mơ màng. Bỏ ra, không muốn. Cô ra sức đẩy anh, nhưng mà không được. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy trên ngón áp út của mình đeo một chiếc nhẫn nhỏ. Cái này giống như cái cô vẽ trên giấy sao? Sao anh lại biết được? Thích không? tôi đã tự làm nó đấy nói xong anh luyện buông eo cô ra đưa ra trước mặt cô trên tay áp út của anh là chiếc nhẫn giống cô chỉ là to hơn rõ ràng nó là một đôi cô đưa đôi mắt nhìn anh trong lòng có chút rối bời thì cả cái bản mặt đẹp trai của anh đã cúi xuống hôn lấy đôi môi cô kết thúc nụ hôn mặt cô liền đỏ lên anh liền thì thầm vào tai cô ngoài em ra sẽ không có ai đeo nhẫn độc nhất vô nhị này nữa đâu lấy tôi nhé nhẫn cầu hôn ư ừ ai lại cầu hôn trên giường như thế này cơ chứ tôi đâu có cầu hôn là cưỡng ngôn mà khuôn mặt đỏ của cô liền đổ bùng một cái cô liền quay lưng lại lấy chăn che mặt mình anh hoàng hôn cuối chiều chiếu vào căn phòng khách một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa nhìn cô gái đứng trước mặt mình đang cúi đầu gằm xuống đất bên cạnh bảo bảo nhỏ tay cầm điện thoại của mẹ ôm chặt lấy chân cô xem ra tôi đã quá coi thường cô tôi cho cô một tờ xét trắng cô buông tha cho con trai tôi tôi sẽ lo cho hai đứa con của cô cháu không cần tiền ạ à? vậy cô cần gì muốn làm con dấu của gia đình này sao cô cũng mặt dày thật đấy nước mắt cô tràn ra cô thật sự không biết bản thân cần gì hay muốn gì vì thứ cô muốn chỉ đơn giản là ở nhà với con cùng con đợi anh đi làm về đó là thứ cô muốn một gia đình bốn người cô cúi xuống ôm lấy bảo bảo nhỏ đang run lên vì sợ bé chưa bao giờ thấy ai lại to tiếng với mẹ cậu như vậy bà đưa mắt nhìn cô một cô gái vô cùng bình thường không học thức cao không việc làm sống với bao cô gái ở làng quê nhỏ dù có hiền lành thì sao có lương thiện thì sao vẫn không xứng đáng với người con trai tài giỏi của bà cô lý coi như cô nể mặt bà già này mà tha cho con tôi đi nó còn có tương lai, không thể vì một đứa không ra gì như cô và hai cục nợ này được. Tôi cũng biết, nó đã lên giường với Lâm Tiểu Thư, nó cũng phải chịu trách nhiệm này. Nếu cô còn ở đây, không phải làm khó nó hay sao? Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của cháu, còn của cháu thì sao ạ? Tôi đã nói rồi, cô cầm tờ xét này rồi đi đi. Hai đứa bé, tôi sẽ tìm gia đình tốt cho chúng, cô không phải lo. Không, không được, bác không nhận cháu cũng được, nhưng mà chúng nó là cháu của bác, sao bác có thể? Cả cơ thể cô run lên sợ hãi, cô ôm chặt lấy thằng bé vào trong lòng, dùng tay và che tay của thằng nhỏ lại, cô không muốn thằng bé nghe thấy những lời cay độc đó. Cô đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, chỉ sợ lúc đến một đồng cô cũng không nhận được đâu. Tốt nhất, làm người thì nên khôn ngoan một chút đi." Thấy cô không có phản ứng gì, xem ra bản nên giải quyết một lần cho xong. Bà nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi, xem ra thằng con bà sắp đi làm về. Có phải cô không muốn buông tha cho con trai tôi có đúng không? Vậy tôi sẽ chết cho cô coi. Bà ta liền cầm lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn trà. Thấy hành động của bà, cô liền lao tới giằng lại con dao. Hai người đang giằng co thì anh mở cửa bước vào. Cô quay lại nhìn bà. Bà nhân cơ hội đó, đâm con dao vào đùi của mình. Bà hét lên đau đớn nhìn về phía cô. Cô sợ hãi và rút tay lại. Anh từ cửa sông vào nhà, nhìn thấy con dao hoa quả trên đùi mẹ mình, cả khuôn mặt tái đi. Anh bế bà chạy vào bệnh viện, để cô ở lại trong phòng. Cô thật sự không biết gì và cũng không có gì để làm. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ? Trước cửa phòng cấp cứu, một mình anh ngồi trên ghế chờ. Sáng hôm nay, anh đã nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình, nói rằng chiều bà sẽ qua nhà, nói chuyện với anh và cô. Bà bảo anh về thật sớm, không ngờ vừa bước chân vào nhà, anh đã thấy cảnh cô cầm con dao đâm mẹ anh rốt cuộc cô đang muốn làm cái gì chẳng lẽ anh chưa đủ tốt chưa đủ để cô thấy an toàn hay sao tại bệnh viện mẹ anh nói giờ thì con nhìn thấy rõ chưa mẹ chỉ mới tới nói với cô ta về chuyện cái đĩa lần trước là do mẹ sai mẹ bắt con lên giường với lý tiền hoa chỉ mong cô ta không để ý mà bỏ qua ấy vậy mà cô ta nổi khủng lên và cầm dao đâm mẹ may mà con về kịp nếu không biết cô ta còn muốn làm gì nữa mẹ à cô ấy không phải người như vậy đâu còn nói còn nói hộ cô ta à có phải con muốn ta tức chết không dù sao con cũng đã lên giường với con gái nhà họ hạ rồi người ta là con gái nhà lành con vẫn phải chịu trách nhiệm còn cái con hổ lý tinh đó mẹ không bao giờ chấp nhận nó đâu anh nhìn bà nằm trên giường rồi nhìn vết thương ở chân bà trong lòng rối bời cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong thật không ngờ tới phút cuối lại xảy ra việc này Lúc này, bố anh từ ngoài đi vào, nhìn thấy hai mẹ con căng thẳng, chưa kịp nói gì thì anh đã tránh người, đi ra bên ngoài. 10 giờ tối, cô ngồi trong phòng khách đợi anh, từ lúc anh đưa bà đi vẫn chưa thấy về nhà, khiến cô lo lắng. Trong lúc cô thay quần áo và cầm túi đi ra ngoài, thì thấy Bảo Bảo từ phòng ngủ đi ra, bám lấy chân cô. "Bảo Bảo, sao giờ này con vẫn còn thức, mau vào ngủ đi con." "Mẹ đi đâu vậy? Có phải mẹ không cần Bảo Bảo nữa không?" Thằng bé mêu mau nói Bảo bảo ngốc Sao mẹ lại không cần con được cơ chứ Mẹ chỉ đi tìm ba thôi Cô dịu dàng và xoa đầu thằng bé Thằng bé đưa đôi mắt đọng nước của mình nhìn cô Có vẻ không tin Nhưng mà lời nói vô tình chiều nay Đã khiến một đứa bé 3 tuổi Bỗng nhiên sợ mẹ mình biến mất Cô đành để túi lên tủ giày ở ngoài cửa Rồi bế thằng bé vào ngồi trên sofa phòng khách Lấy điện thoại và gọi cho anh Máy đổ chuông rất lâu Mà không có ai nghe máy 11 giờ, Bảo Bảo cứ nắm chặt lấy tay cô không buông, cúi đầu lên đùi cô đang mơ màng và chìm vào giấc ngủ thì tiếng mở cửa sầm một cái khiến thằng bé và cô giật mình tỉnh giấc. Anh đứng ngoài cửa, quần áo sộc sạch, trên người toàn mùi rượu và nước hoa vô cùng khó chịu, say đến nỗi không biết trời đất là gì nữa. Cô liền chạy ra đưa anh đi vào, ngồi ở ghế thì bị anh hất ra, ngã xuống đất. Anh nhìn cô bằng nửa con mắt, thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô thì có chút bất ngờ đôi mắt hơi sưng có lẽ là do khóc anh thật nực cười lấy hai tấm thẻ ngân hàng vứt lên bàn uống trà cầm lấy rồi đi đi giọng nói của anh mang chút lạnh lùng và tàn nhẫn từ lúc quen nhau đến giờ cho dù cô có làm gì sai anh cũng chưa bao giờ dùng cái giọng điệu này với cô anh phải tin em em không có làm mẹ anh bị thương là do bà tự cầm dao em chỉ muốn lấy con dao của bà để bà không làm mình bị thương thôi Cô ngồi dậy nắm lấy đuổi anh, vừa nói nước mắt vừa trào ra. Vẫn chưa đủ sao? Anh hất tay cô, lấy thêm một tấm thẻ và tờ xét 500 triệu vứt tiếp lên mặt bàn. Chỗ tiền này, đủ cho cô sống một đời không lo nghĩ rồi. Giờ thì cầm lấy và cút đi. Cô ngồi trên đất nhìn những thứ trên bàn, khiến trái tim đau đớn. Mẹ anh có thể lấy tiền xỉ nhục cô, nhưng mà cô không ngờ anh cũng dùng chúng để xỉ nhục cô, Người đàn ông cô đã yêu một lần trong đời Để mong một ngày sẽ được sống bên anh hạnh phúc Nào ngờ lại trở nên như vậy Không cần Anh hãy nhớ rằng ngày hôm nay Chính anh đã đuổi em đi Hải Quỳnh từ hôm nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ Bước vào chương gia của các người Dù chỉ một lần Cô đứng dậy và thẳng thừng tuyên bố Anh đưa mắt nhìn vào đôi mắt của cô Trong đó có một ngọn lửa đỏ Đang thiêu đốt cái thứ gọi là tình yêu Sự yếu đuối trong cơ thể người con gái trước mặt anh cảm giác cả không gian tối đen lại. Trước mặt họ là cánh cửa đang dần dần đóng lại. Cả cơ thể anh bỗng nhiên cảm thấy mất mát. Mẹ, mẹ, giọng bảo bảo miếu máu gọi cô, nhưng cô vẫn lạnh lùng quay bước ra khỏi căn nhà đó. Thằng bé thấy vậy, liền ôm chiếc điện thoại đang nghịch của cô, chạy những bước nhỏ đuổi theo cô. Nhưng không may, chưa được mấy bước thì liền bị ngã một phát xuống mặt đất. Nó òa khóc, không biết thằng bé vừa nghịch vào đâu mà chiếc máy ở trong tay cậu Phát ra một đoạn ghi âm của buổi chiều. Xem ra tôi đã quá coi thường cô, tôi cho cô một tờ xét trắng, cô buông tha cho con trai của tôi, tôi sẽ lo cho hai đứa con của cô. Cô không cần tiền, vậy cô muốn gì? Muốn làm con dâu gia đình này ư? Cô cũng mặt dày thật đấy. Có phải cô không muốn buông tha cho con trai tôi có đúng không? Vậy để tôi chết cho cô coi. Sau đó tay anh như ủ đi, không nghe được bất cứ thứ gì nữa. Cả cơ thể đóng băng, trái tim thì thắt lại đau đớn nước mắt ở khóe mi tràn ra. Không biết bao nhiêu rượu anh uống tối nay đã chạy đi đâu hết mà bản thân anh lại tỉnh táo hơn bao giờ. Thì ra là vậy, thì ra đây mới là sự thật. Ngày sau đó anh liền đuổi theo cô nhưng không kịp. Lúc chạy xuống nhà thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Chỉ còn có đường vắng không một bóng người, được chiếu sáng bằng những ánh đèn vàng nhưng lại vô cùng hiu hắt. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mất mát vô tận, lo lắng vô hình đè nặng lên trái tim của mình. Giờ phút này, bỗng nhiên anh nhận ra mình đã thất bại. Anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ mẹ con cô, nhưng chưa bao giờ nói sẽ khiến cô hạnh phúc cả đời. Anh có biết được thân thế thật của cô, tìm được người sai cô, người giám sát cô ở đâu? Nhưng tất cả thì sao chứ? Anh đâu có biết cô thích gì, muốn gì, có bạn bè không, cô vui làm gì, hay là cô có thể đi đâu trong lúc này? Tất cả đều không biết. Thời gian 5 năm qua, rốt cuộc thì anh đã làm gì? Không phải chỉ điên cuồng làm việc rồi mang tiền cho cô hay sao? Rồi nói những lời yêu thương trống rỗng mà không hề biết cô có yêu anh không? Hay chỉ đơn giản vì hai đứa bé mà có anh ở bên cạnh cô mà thôi? Anh về nhà lúc 2 giờ sáng, ôm hy vọng cô sẽ vì hai đứa bé mà quay về nhà. Nhưng khi bước vào nhà thì cả căn nhà đều tối tăm. Một mình bảo bảo nhỏ, vẫn ôm chiếc điện thoại của mẹ và ngồi trong góc phòng. Chiếc điện thoại không ngừng phát ra những tiếng nói cay đập của mẹ và tiếng khóc xé lên của cô. Không sao. Không, không sao đâu. Mẹ chỉ giận ba một chút thôi. Mẹ sẽ về với ba con mình mà. Ngày hôm sau sau khi kiểm tra lại camera, anh đã mang video tới đối chất với mẹ mình. Bà không còn chối cãi được nữa. Mặc dù không thể ra mặt đồng tình, nhưng qua việc cố tình đổ lỗi, mối quan hệ giữa bà và con trai hoàn toàn dạn nứt. Việc của anh còn lại là tìm cô, cầu xin cô một lần nữa cho anh một cơ hội. Năm năm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên và đánh thức Hải Quỳnh đang ngủ say. Anh họ, mới sáng ra anh đã làm gì thế? Hải Quỳnh uể oải nói vọng ra. Hải Quỳnh, mở cửa. Nhìn người đàn ông, mặc bộ vest tậm màu, khuôn mặt ưa nhìn, tay cầm một chiếc hộp trước cửa nhà mình. Hải Quỳnh nói. Anh định làm hỏng chuông nhà em luôn đấy à? Đã 9 giờ rồi, tiểu thư ạ. À, em còn muốn ngủ tới 3 giờ nữa hay sao? Thôi, vào nhà đi. Thế hôm nay anh không đi làm sao? anh đi kế hợp đồng tiện thể mang quà sang cho em luôn cảm ơn anh yêu nhé hải quỳnh nhận lấy cái hộp từ tay lý kiến thành liễu hoàng hoa mẹ của hải quỳnh vì gia đình khó khăn mà từ bé đã đi làm con nuôi cho gia đình của họ lý vợ chồng ông bà lý vì không sinh được con nên đã hết mực yêu thương liễu hoàng hoa sau này ông lý gả liễu hoàng hoa cho lâm kiến quốc bố của hải quỳnh với một điều khoản Đứa con đầu lòng của hai người, dù là trai hay gái, sẽ mang họ lý của ông, chứ không mang họ Lâm. Bố của Hải Quỳnh, ông Lâm Kiến Quốc, sẽ được 10% cổ phần của Lâm Thị. Sau khi lấy nhau được một năm, Liễu Hoàng Hoa sinh con gái là Hải Quỳnh. Năm Hải Quỳnh được 5 tuổi, vợ chồng ông bà Lý qua đời, để lại cổ phần cho con gái là Liễu Hoàng Hoa 30%, con rể là 10% và căn biệt thự của Lý Gia được đứng tên Hải Quỳnh. Đến khi Hải Quỳnh được 10 tuổi, Liễu Hoàng Hoa phát hiện ra chồng mình lừa dối. Thật ra đã có vợ và hai con ở quê. Không những thế, đứa con gái đầu lòng của hai người sinh sau Hải Quỳnh có 3 tháng. Vì công ty đều do một tay lâm kiến quốc nắm quyền, Liễu Hoàng Hoa đã cố gắng sống vì con. Đến khi Liễu Khải Phi được 15 tuổi, Liễu Hoàng Hoa mắc bệnh mà mất. Trước khi qua đời, bà đã để lại toàn bộ tài sản của mình, bao gồm cổ phần cho Hải Quỳnh. Nửa năm sau, Lâm Kiến Quốc mang ba mẹ con về biệt thự Lý Gia. Lúc này, Hải Quỳnh bị ba mẹ con kêu đổ tội, bị chính bà đẻ của mình đuổi về quê sống với gì. Tất cả tài sản của Hải Quỳnh đều được cất giữ ở chỗ luật sư, đến năm cô 25 tuổi thì mới lại được nhận lại. Vì vậy khi cô 15 tuổi, không ai biết được cô sẽ thừa hưởng một khối tài sản khổng lồ, ngay cả bố cô cũng không biết. Chỉ biết rằng mẹ cô đã để cho cô hết tài sản của bà, cho quỹ từ thiện. Nhưng thật ra đó chỉ là một tờ di trúc giả và chỉ là số tiền nhỏ của Liễu Hoàng Hoa. Hải Quỳnh còn có một người anh trai họ, rất thân, chính là người đàn ông tên Lý Kiến Thành này. Công việc của em thì sao? Hay về Lâm Thị làm việc đi? Không cần đâu anh, em đã nhận vào Trương thị rồi. Chiều nay, Hải Quỳnh vui vẻ cầm ly nước đặt trước mặt Lý Kiến Thành. Năm đó, Hải Quỳnh nhờ số tiền mẹ mình để lại mà sang Ý du học. Đã 5 năm rồi, cô không hề có tin tức về anh hay hai đứa con của mình. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã mách bảo cô rằng anh sẽ nuôi chúng rất tốt. Cô cố gắng trở nên mạnh mẽ, mong một ngày nào đó sẽ mang hai đứa trẻ trở về bên mình, bù đắp lại khoảng trống 5 năm qua. Nói về Trương Thị thì phải nói rằng quá mức tưởng tượng. Trước đây, Trương Thị chỉ là một công ty nhỏ bé về đá quý và trang sức. Nếu mang ra so sánh với Lâm Thị thì phải nói là không đáng gì. Nhưng không hiểu sao, chỉ trong vòng 5 năm gần đây, trường thị đã lột xác. Ngoài kinh doanh đoá quý, còn đầu tư vào vô vàn những ngành nghề khác, trở thành công ty lớn nhất của đất nước. Trên thường trường không có chỗ nào là không bị Trương Thị thống lĩnh. Hơn nữa, Trương Thị còn đang có ý định vươn ra thế giới, sau này nhất định sẽ lớn mạnh. Nếu được nhận vào công ty này thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng áp lực lại càng cao. Chỉ tiếc rằng Hải Quỳnh lại không chối từ. Sau khi nói chuyện vài câu với Lý Kiến Thành, cô đành đứng dậy ra về. Năm đó, khi Lý Kiến Thành đi du học, anh không biết chuyện Hoài Quỳnh bị đuổi ra khỏi nhà và về quê sống khổ với gì. Nếu không, nhất định sẽ mang cô về. Không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, cô đã trở thành người phụ nữ của người ta. Còn một mực muốn đi du học ở đất nước xa xôi nữa. Nên đối với Lý Kiến Thành, Hải Quỳnh chính là nỗi hối tiếc trong lòng, không dễ gì giải tỏa. 3 giờ chiều tại tòa cao ốc của Trương Thị. Hôm nay, Hải Quỳnh mặc một chiếc váy màu xanh da trời, kết hợp với trang sức tự mình làm vô cùng độc đáo. Với khuôn mặt khả ái của mình, cô khiến bao nhiêu người trên đường phải quay lại nhìn. Thực sự, cô giống như một thiếu nữ. Nhưng ai có thể ngờ rằng cô đã 30 tuổi, không những thế còn có hai đứa con rồi. Tống Linh Giang nhìn cô gái trước mặt mình, không quá lộng lẫy nhưng phải nói là quá thu hút. Hơn nữa đồ trang sức của cô gái này, đâu chỉ nhìn quá đã thấy phát điên, khiến Tống Linh Giang càng ưng ý. Trong một nghìn người gửi mẫu tới Trương Thị, chỉ riêng mẫu của Hải Quỳnh đã lần đầu thu hút ánh nhìn của Tống Linh Giang. Mặc dù có thể nhận ra rằng đây là một mẫu thiết kế chưa hoàn chỉnh, còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Cô Lý, đây là bản hợp đồng làm việc, cô xem qua một chút đi. Tống Linh Giang đưa bản hợp đồng cho Hải Quỳnh, nhận được bản hợp đồng. Hải Quỳnh chăm chú đọc qua một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì rồi đặt bút ký và trả lại cho Tống Linh Giang. Cô Lý, chào mừng cô tới với gia đình trương thị của chúng tôi. Mong rằng nơi này sẽ khiến cô cố gắng làm việc hết sức. Dạ cảm ơn chị ạ, chị cứ gọi em là Hải Quỳnh là được ạ. Ừ, vậy Hải Quỳnh này, chị đang giới thiệu với mọi người, em có thể bắt đầu luôn chứ? Dạ vâng ạ. Tống Linh Giang đứng dậy, dẫn theo Hải Quỳnh lên tầng 20 của tòa nhà, đi vào một căn phòng khá rộng lớn nhưng chỉ có 5 người đang tụ tập làm gì đó. Thầy Tống Linh Giang liền chạy về phía cô. Mọi người chú ý đây là thành viên mới của nhóm thiết kế. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc. Mọi người hãy chào đón nhé. Chào mọi người. Tôi là Hải Quỳnh, 30 tuổi. Rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều ạ. 30 tuổi. Chồng chị trẻ thật đấy. Chị có ăn gian tuổi không vậy? Được rồi Hải Quỳnh à. Em sang ngồi cạnh chỗ của Giang Tuệ Nguyệt nhé. Có gì thì cứ hỏi cô ấy. Dạ. Em cảm ơn ạ. Mong sau này mọi người giúp đỡ em nhiều nhé. Hải Quỳnh đã làm ở Trương Thị được 3 tháng. Trong 3 tháng qua, Yêu cầu của Tống Linh Giang là thiết kế một vài mẫu theo chủ đề mùa đông để gửi đi dự một cuộc thi nhỏ trong nước. Không ngờ kết quả thu lại rất khả quan. Này, mọi người biết gì chưa? Tiệc rượu cuối năm này có chương trình mới đấy, vô cùng mới mẻ luôn. Tuyên Mai vừa cho miếng bim bim vào miệng vừa nói. Không phải chứ, nói cho mọi người biết nhé. Năm nay kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, chủ tịch chúng ta, đích thân, sẽ nhảy với một người đấy. Tuyết Mai cao giọng. Gì cơ? tất cả mọi người đều đồng thanh, chỉ trừ Hải Quỳnh vẫn đang tập trung. Nhỏ tiếng thôi, tôi đang nghe chuyện này từ giám đốc đấy. Tuyệt Mai đưa ngón tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Có lý thú đấy chứ, không phải lại bấp thong trúng thường nhảy vai điệu sao? Hạ Thái Dung mỉa mai. Không thể nào, chủ tịch của chúng ta trước giờ chỉ lên phát biểu vài câu rồi về, chưa bao giờ tham gia hoạt động gì, đúng là vô lý mà. Cái này chưa chắc nhá, giám đốc dù sao cũng là em ruột của chủ tịch, Chẳng lẽ chủ tịch lại lừa chính em mình Đúng đúng nha Nếu vậy thì rất tuyệt vời Chủ tịch của chúng ta không những đẹp trai Mà còn tài giỏi Trước giờ đừng nói là đến gần Ngày cả nhìn từ xa cũng khó Giờ được cùng ngày ấy nhảy một điệu Đúng là chết cũng cam lòng Ờ à, mộng mơ cái gì Chủ tịch của mấy người đã có hai con rồi đấy Có khi còn có cả tình nhân bám lấy ngày ấy nữa Các cô còn dám mơ mộng Không sợ ả ta cho biết tay hay sao Nói mới nhớ không biết vợ ngày ấy là ai Mà hình như đứa con trai cả của ngài Từ lúc mẹ nó bỏ đi thì trầm cảm rất nặng Không chịu nói chuyện luôn đấy Đúng là khổ mà Kiếm được nhiều tiền thì sao chứ Chủ yếu vẫn hạnh phúc gia đình đúng không Mọi người nói tới con của chủ tịch Không hiểu sao trái tim của Hải Quỳnh lại sung lên Năm đó Cô đã bỏ hai đứa nhỏ mà đi Giờ nghĩ lại cảm thấy vô cùng đau đớn Không biết chúng ra sao Chắc đã lớn lắm rồi Năm nay Bảo Bảo cũng đã được 8 tuổi, đã học lớp 3, còn bối bối nữa, lúc cô bỏ đi mới được 6 tháng, giờ cũng đã 5 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng lại không thể chữa lành vết thương trong cô. Sự ái náy và tổn thương trong những năm tháng tha hương, khi một thân một mình ở đất nước xa lạ. Không biết bao đêm, cô đã khóc tới ngất lên ngất xuống vì nhớ hai đứa bé của mình. Nhưng điều cay đắng nhất, chính là cô không thể nào quên được người đàn ông đó. Bảo Đăng ngồi trong phòng làm việc xử lý tài liệu, em trai của anh Trương Vĩnh Khang đang nằm dài trên ghế và không ngừng kêu ca. Anh hai, mẹ kêu anh tối nay về nhà đấy. Còn nữa, anh phải mang theo hai tiểu bảo bối nữa. Nếu không tối nay, em nhất định phải ra ngoài ngủ với chó đấy. Anh hai, anh nghe em nói gì không vậy? Thường lấy em trai mình một chút đi. Tối nay mang hai đứa về nhà ăn cơm tối với bố mẹ đi mà. Trương Vĩnh Khang nhìn tảng băng trước mặt mình mà thở dài. Lúc chị dâu bỏ đi, không nói cũng biết Bảo Đăng đã điên cuồng tìm kiếm như thế nào rồi. Ngay cả công việc yêu thích anh cũng bỏ. Ngày trước, dù bố mẹ sống giờ chết giờ thì anh cũng không bỏ. Ấy vậy mà khi tìm thấy thì lại không chịu mang người ta về, còn đợi cho tới bây giờ. Ngày làm việc cuối cùng của năm cũng là ngày mà tất cả những cô gái trong trương thị mong chờ suốt hai tháng qua. Đây không chỉ là buổi tiệc cuối năm của một công ty lớn mà còn là buổi tụ họp của người mẫu, diễn viên và các doanh nhân trong nước. Nếu không phải quy định tất cả nhân viên đều có mặt, thì chắc Hải Quỳnh cũng sẽ ở nhà, ngủ một giấc hết cả ngày mai luôn. Sau khi khách mời tới đông đủ, bữa tiệc đi vào tiết mục chính. Mọi người cùng hướng về phía khán đài, nơi người dẫn chương trình đang liên tục giới thiệu. Trong khi đó, Khải Quỳnh lại chọn một góc khuất, ngồi trên ghế uống một chút rượu hoa quả, mắt nhìn ra bầu trời đêm, chìm trong suy nghĩ của mình mà chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong những thành tiệu của công ty trong năm nay, anh mời giám đốc Trương Vĩnh Khang lên thay mặt cảm ơn tất cả khách quý cùng toàn thể nhân viên. Lập tức, Trương Vĩnh Khang lớn tiếng thông báo tiết mục được mong đợi nhất trong ngày hôm nay chính là việc anh trai của mình, chủ tịch công ty Trương Thị, sẽ cùng một mỹ nữ trong số các mỹ nữ ở đây nhảy một điệu. Trương Vĩnh Khang vừa dứt lời thì một tràng pháo tay liền vang lên khắp cả hội trường. Bảo Đăng cũng theo lời của Trương Vĩnh Khang mà đứng lên sân khấu. Anh tìm thấy Hải Quỳnh, người đang mặc chiếc váy dạo hội trắng đơn giản, ngồi ở một góc xa xăm. Cô yếu tư nhìn ra khoảng trời bao la mà không hề nhận ra có một con sư tử đói đang dừng mình. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Bảo Đăng đi xuống sân khấu, thẳng bước về phía cô. Mọi người hai bên liền lùi sang hai bên và nhường đường cho anh đi qua. Về phía Lý Thiên Hoa, mặc dù tất cả mọi người ở đây đều biết cô ta là người phụ nữ mẹ anh đã chọn làm trương phu nhân nhưng không ngờ anh lại cùng một cô gái khác sống chung sống chung thì thôi lại còn có với nhau hai đứa con nữa cũng vì chuyện này mà gia đình đã xảy ra một trận long trời lở đất không ngờ cô gái kia bỗng nhiên bị bảo đăng đuổi đi sau đó anh lại điên cuồng tìm quým suốt mấy năm trời mặc dù bảo đăng không còn phản kháng mạnh mẽ như trước nữa cũng không có ý định cho lý thiên hoa bước vào nhà họ trương mà chị cùng cô ta duy trì một mối quan hệ mập mờ và khó hiểu nhưng đương nhiên mọi người cũng hiểu rằng từ năm năm trước bỗng nhiên xuất hiện một bảo đăng đừng nói là tai tiếng ngay cả lướt nhìn một nữ nhân cũng không có vậy mà lý thiên hoa có thể ở cạnh anh ta mấy năm trời có thể nói vị trí trường phu nhân này chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng lần này bảo đăng đi về phía chỗ lý thiên hoa nhìn khuôn mặt tươi cười còn đang định đưa tay ra về phía anh nhưng lại nhận được một nụ cười xã giao và cái gật đầu, rồi anh lướt qua cô nàng. Ngày sau đó những tiếng sỉ xào liền vang động cả không gian tĩnh lặng, khiến cho cô nàng đỏ mặt, chỉ biết xấu hổ và thu tay về. Bảo đăng tiếp tục đi đến một góc trong căn phòng, nơi có một cô gái đang thảnh thơi, không hề biết mọi người đang dồn mọi sự chú ý về mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?" Giọng nói vào khuôn mặt ấy giống hệt người đàn ông mà hàng đêm cô vẫn nằm mơ. Không những thế, anh còn nghiêng người làm động tác mời nhạy của một người đàn ông lịch lãm. Trước toàn thể thiên hạ trong giới thượng lưu, Hải Quỳnh rất sợ, để nỗi chiếc ly trong tay rơi xuống. Thiền Hòa điên cuồng nhìn người ở trung tâm căn phòng mà dậm chân ra về. Cuối cùng, người ngốc nghếch nhất chính là cô gái trong lòng anh, Hải Quỳnh. Bảo đang cối xuống, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô trong lòng mình. Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, ôm thì cũng đang ôm rồi, mà con thỏ nhỏ này vẫn không biết gì khiến ai đó nổi hứng trêu đùa, cúi xuống và nói nhỏ vào tai cô. Tôi thật sự rất nhớ em, vợ à. Trong đầu Hải Quỳnh bây giờ chỉ còn một chữ duy nhất, chạy, chạy ra khỏi đây. Mặc dù không biết vì sao bản thân phải chạy nữa, nhưng đó là bản năng nên cô cứ làm thôi. Nhìn bóng lưng nhỏ kia chạy ra khỏi căn phòng, tiếng xì xào ngày càng lớn. Nhưng anh đâu có để ý, ung um dung đi về phía cửa, để lại một đống rắc rối cho đứa em trai của mình. Sau khi chạy giải thoát, Trường Vĩnh Khang liền chạy ra công viên của khách sạn để tìm hai người kia. Thật không ngờ, cảnh tượng trước mắt mình chính là anh trai hắn đang cưỡng hôn con gái nhà người ta. Anh trai hắn vừa cưỡng hôn chị dâu hắn, giờ lại bị chị dâu cho cái tát mạnh, mà cũng bình thường thôi. Cưỡng ngôn người ta thì đương nhiên bị ăn tát là đúng rồi. Ba ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh chóng, mọi người lại trở về công việc hàng ngày của mình bảo đăng vẫn tới phòng làm việc của mình nhưng lần này lại ghé qua tầng 20 trước qua lớp kính bên ngoài anh nhìn thấy hải quỳnh một tay cầm bánh mì cắn một tay cầm tài liệu chăm chú đọc bộ dạng vô cùng nghiêm túc bỗng chốc anh cảm thấy vô cùng thoải mái miệng trong vô thức vẫn cong lên vĩnh khang đập vào vai anh rồi cười toe toét nhìn anh anh còn muốn nhìn tới bao giờ nữa sạm vợ kính đến nơi rồi đấy anh mà sao không cho hai bảo bối về nhà mẹ nhớ chúng sắp phát điên rồi đấy. Dù sao chị dâu cũng về rồi, anh nên tha thứ cho mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho anh nên mới làm như vậy. Năm năm trời, đây chính là điều cấm kỵ trong nhà anh. Tuyệt đối không được nhắc tới chuyện năm đó. Nếu không phải Hải Quỳnh đã về, thì có đánh chết Trường Vĩnh Khang cũng không dám hé xăng. Trường Vĩnh Khang rôn dậy và đứng trước mặt bảo đăng, ấp úng. Em mặc kệ anh nể mặt con chó con mèo nhà thằng hàng xóm nào cũng được. Nhưng mà anh phải tha mạng cho em. Bảo đang nhìn em trai của mình đang khui chân múa tay, buông một câu. Đến tầng của chú rồi kìa, cút ngay. Trường Vĩnh Khang xoay người bước ra khỏi cầu thang máy, liền chạy bán sống bán chết về phòng làm việc. 10 giờ sáng, Trung Vân Phi cùng Lý Thiên Hoa bước vào trương thị. Hôm nay, bà nhất định phải dạy cho thằng con trai trời đánh của mình một bài học. Nếu không, bà thà không làm mẹ nó nữa. Còn cái đâu mà ngày thường thì thôi, đến cả ngày lễ cũng không chịu về. Lý Thiên Hoa thì cầm theo ít đồ ăn để lấy lòng mẹ anh. "Anh, mẹ tới này." Vĩnh Khang thò đầu vào nói, Trùng Văn Phí bước vào nhìn Bảo Đăng đang dừng tay làm việc. Trong lúc đó, Trưởng Vĩnh Khang liền chạy thoát thân, đi về phía nhà vệ sinh nữ. Khi nghe giọng nói anh, liền thò đầu, nhìn thử, sau đó ba chân bốn cẳng quay về phòng chủ tịch. "Anh ơi, chị dâu cùng Lý Thiên Hoa đang ở trong nhà vệ sinh nữ cãi nhau đấy." Khuôn mặt bình thẳng của Bảo Đăng lập tức đen lại. Anh đứng dậy đi thẳng tới nhà vệ sinh nữ. Sau anh là cả mẹ và em trai. Khi bước vào, cảnh tượng đầu tiên chính là Hải Quỳnh thẳng tay thắt vào mặt Lý Thiên Hoa, làm cô ta ngã xuống đất. Em không sao chứ? Bảo đang đi tới chỗ Hải Quỳnh, nằm lấy tay cô và kéo lại. Nhìn đôi mắt đỏ lên vì tức giận rồi kéo cô vào lòng vỗ về. Lúc này, Trường Vân Phi cũng nhìn rõ mặt cô. Bà nhìn về phía Lý Thiên Hoa, đang ngồi trên đất rồi bước tới đỡ cô dậy. Sao cô dám Lý Thiên Hoa hét lên. Là cô ta muốn đánh tôi trước. Hải Quỳnh đẩy anh ra, nhìn về phía hai người bọn họ. Mẹ, trưởng Vĩnh Khang liền ngăn bà lại. Chỉ cần cô ấy nói thì tôi tin. Bảo Đăng đưa mắt nhìn về phía Hải Quỳnh đầy tin tưởng, nhưng lại nhận được cái cười nhếch môi của cô. Nếu đêm đó và 5 năm, năm trước anh nói câu này, thì chắc chắn dù tương lai, có sống ở 18 tầng địa ngục, cô cũng nhất quyết không buông tay anh. Nhưng mà, chuyện đó đã không xảy ra. Hải Quỳnh cầm tập tài liệu ở kệ sửa tay đưa vào tay anh. Đây là tài liệu giám đốc tổng bảo tôi mang lên cho ngài, tôi xin phép. Trong góc quất của quán bar, cạnh quầy rượu không có một bóng người, một người đàn ông to lớn toàn thân đổ đen đang ngồi trên ghế sofa, miệng ngáo hốc nhìn Hải Quỳnh từng chút từng chút uống rượu tới bất tỉnh. Anh lấy điện thoại nhấn một số đã thuộc từ lâu. Alo, anh chị dâu đã về. Tiểu Hắc xúc động nói trong điện thoại cứ ngỡ rằng đối phương sẽ xúc động đến khóc. Nào ngờ, nhận được câu trả lời hờ hững. Ừ, sao chú biết? Thì chị dâu đang ở trước mặt em. Chú đang ở đâu? Hải Vương. Ngay lập tức, xung quanh cô liền có mấy vệ sĩ siêu lớn đưa mắt nhìn cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào hay người con gái nào bước qua cô đều sẽ bị lôi ra ngoài. 20 phút sau, Bảo đang bước vào quán, đảo mắt một cái thì đã nhìn thấy bóng dáng thỏ nhỏ, nửa nằm nửa ngồi ở quầy rượu một chai rượu Malibu Coco thì đã gần hết. Đây là loại rượu, tuy có hương vị dừa, nhưng được xếp vào loại mạnh, hay còn gọi là thần thánh lửa người uống. Bảo Đăng nhìn người con gái trong lòng mình, vừa gào thét trời mình tới phát khóc. Anh bất lực, đỡ cơ thể say tới mức mềm nhũn của cô, đưa vào phòng vip của khách sạn 5 sao, cách Hải Vương không xa. Đã từng có người nói rằng, phụ nữ 30 tuổi chính là thời gian đẹp nhất không chỉ về tâm hồn mà ngay cả cơ thể lúc đó mới hoàn thiện nhất. Phải nói rằng, cơ thể trước mặt Bảo Đăng lúc này, so với cô 5 năm trước, đúng là không đáng so sánh. Hiện ai kia mới nhìn đã nuốt nước bọt. Không điều chỉnh được bản thân, anh liệt phản ứng mạnh mẽ hơn vừa rồi. Trong lúc mê man, nhìn cơ thể trước mặt mình, Bảo Đăng lại nhận được một nụ hôn của cô. Lần này, cô đương nhiên là liều mình xông đến. Mùi rượu rửa từ đầu lưỡi cô bắt đầu chuyển tới khoang miệng của anh. Bàn tay nhỏ bé của cô Tháo từng nút áo. Đến khi chạm vào thắt lưng của anh thì lúng túng không biết Tháo kiểu gì mãi không ra. Chết tiệt, sao không ra? Có lẽ do rượu nên khuôn mặt cô đỏ ửng lên, cộng thêm hành động vô cùng trẻ con. Sự dễ thương này khiến anh không nhịn được, nằm lấy tay cô và đặt lên cơ ngực của mình, thuận tay Tháo luôn thắt lưng. Anh ôm lấy cái eo nhỏ bé của cô và đặt cơ thể xuống, tự động cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người cô nhìn người đàn ông đang hấp tấp trước mặt mà cười nhẹ ôm lấy cổ anh ta kéo đầu anh ta xuống sáng hôm sau khi mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt đầu tiên vào căn phòng cả cơ thể mềm mại của hải quỳnh vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông to lớn cô cảm nhận được luồng hơi lạnh dọc theo sống lưng tự tự quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình chưa kịp định hình gì thì cô liền bị anh kéo xuống nằm trong lòng xong rồi đêm qua tưởng được phong lưu với trai trẻ ai ngờ lại là chồng cũ, chứ không phải người tình cũ. Không lẽ cả đời cô không thoát được người đàn ông này sao? Hôm qua em cưỡng bước tôi, em phải chịu trách nhiệm đấy. Anh nói với giọng đầy ý trêu đùa. Tôi không biết đâu. Cô phản bác giọng có chút run rẩy. Sau khi chuyện năm đó xảy ra, không chỉ người lớn tổn thương, ngay cả những đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Từ ngày cô đi, bảo bảo nhỏ chưa mở miệng nói một chữ nào nữa. Bối bối nhỏ cũng theo anh trai mà bắt đầu không chịu nói chuyện không những thế có lẽ vì sinh non lại tách mẹ quá sớm mà con bé ốm yếu hơn những đứa trẻ khác năm năm nay dù anh đã cố gắng thế nào cũng không thể gần gũi được hai đứa nhỏ chưa đừng nói tới người ngoài muốn lấy lòng hai đứa điều đó càng chứng minh chỉ cô mới có thể bù đắp cho hai đứa trẻ đáng thương ấy giọng anh nhỏ dần rồi nhìn vào đôi mắt đen của cô không hiểu cô đang nghĩ gì nữa cảm giác năm năm trước một lần nữa lại tái hiện trong anh Ngày hôm sau, cô nhận được nhiệm vụ công việc từ giám đốc Trường Vĩnh Khang. Chuyện này cũng được coi là công việc hay sao? Cô thầm nghĩ. Sau khi bước vào phòng họp, Trường Vĩnh Khang liền đi thẳng tới chỗ của Bảo Đăng, nói nhỏ vào tay anh. Anh hai, chị dâu muốn cùng anh đi ăn cơm tối? Bảo Đăng nhíu mày nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của em trai mình, rồi nhìn lướt qua một lượt. Sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa, liền nhìn thấy cô đang cúi gầm mặt xuống đất. Thật sự cô muốn tìm cái hố chui xuống cho xong không ngờ lại bị lửa bán đi như thế này. Tàn họp, Bảo Đăng hạ lệnh rồi bước ra ngoài đi về phía cô. Lúc này trong phòng, mọi người mới thả lòng, thủ dọn đồ đạc ra về. Xem ra lần này thoát chết rồi, đều nhờ cái tên đang đắc ý nhìn mọi người thả bước ra ngoài. Bảo Đăng đưa Hải Quỳnh tới quán, nơi ngày đầu tiên cô và anh cùng đến ăn. Trên bàn vẫn bày những món ăn năm xưa, không hề gì khác. Đã không muốn ở cùng tôi, sao lại còn đi ăn với tôi? Lệnh của cấp trên. Hải Quỳnh đưa mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh. Hình như anh gầy đi rất nhiều thì phải. Chủ tịch, ngài không ăn sao? Hải Quỳnh rụt rè. Ăn chứ, nhưng mà tôi muốn ăn em. Bảo Đăng vừa dứt lời, liền kéo cô từ trên ghế vào lòng mình, hồn lên đôi môi cô. Bị bất ngờ, Hải Quỳnh cứ nằm yên cho anh hôn. Đến khi đôi bàn tay to lớn của anh lẩn đi trong váy cô, thì cô mới giật mình đẩy anh ra. Đổi chết tiệt nhà anh, anh muốn cái gì hả? hải quỳnh đứng dậy hét lên nước mắt không giữ nổi nữa mà trào ra năm năm cô đã chịu đựng đau khổ suốt năm năm trời chỉ tại vì người đàn ông trước mặt này muộn rồi cô nói giọng đầy cảm xúc không muộn nếu em cho tôi một cơ hội nếu không thì sao nếu không thì ngày mai cả đất nước này sẽ biết em đã cưỡng bức bảo đăng rồi không chịu trách nhiệm bảo đăng đưa tay nghịch cọng tóc mai của hải quỳnh giọng đầy gian xảo ngồi cả ngày, không nghĩ ra cách gì để mang tiểu bạch thỏ về, giờ bỗng nhiên nghĩ ra cách hay. Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé, em giúp tôi giải quyết nhu cầu sinh lý trong một năm. Tôi sẽ xóa đoạn video hôm qua đã quay. Bảo Đăng đắc ý nhìn cô, anh không tin trong một năm không thể thu phục cô, biết đâu lại kiếm được ra baby mới nhỉ. Chủ tịch à, ngài biết là đang đùa đúng không? Ai chả biết phụ nữ muốn giúp ngài giải quyết nhu cầu xếp hàng dài hết cả nước này cơ chứ? đầu thể tới lượt tôi. Nhưng mà tôi chỉ có nhu cầu với em. Hải Quỳnh tròn mắt nhìn Bảo Đăng, không hiểu nổi ý đồ của anh. Chúng ta bắt đầu luôn chứ. Không đợi phản ứng của cô, Bảo Đăng đã vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát cơ thể của mình. Cúi xuống, hôn lấy đôi môi cô. Kết thúc nụ hôn, cô vẫn như trước đây, mềm nhũn trong vòng tay anh. Không thể kháng cự được, Bảo Đăng một tay ôm lấy eo cô Một tay tháo từng nút áo của cô ra Cái gì mà giải quyết nhu cầu cơ chứ Rõ ràng là đang cưỡng bức con gái nhà lành mà Ba tháng sau Tại phòng làm việc của Bảo Đăng Anh mặc lại quần áo chỉnh tề Nhìn Hải Quỳnh ngủ cuộn tròn trên ghế sofa Nếu như được lựa chọn Nhất định anh sẽ không chọn cách này để gần gũi cô Chỉ tại cô quá cứng đầu Nặng nhẹ đều không chịu quay về vòng tay của anh Nên anh mới dùng hạ sách này Để giữ cô lại bên mình Bảo Đăng nhìn tập tài liệu trong tay, cảm thấy vô cùng buồn chán. Chuyện anh và cô cũng đã được 6 tháng. Mặc dù có tiến triển, nhưng vẫn là mối quan hệ không rõ ràng. Anh thực sự muốn mang con thỏ nhỏ không hiểu chuyện kia về, nhốt ở trong phòng, cùng Bảo Bảo và bối bối. Chỉ cần nhìn ba vật thể đó ở cùng một chỗ, thì Bảo Đăng không nhịn được mà cười ngây ngô trên bàn làm việc. 11 giờ đêm, Hải Quỳnh lấy bước lên tầng cao nhất của tòa nhà. Dạo gần đây, cô vô cùng mệt mỏi, nhìn cái gì cũng muốn ăn, nhưng mà vừa đưa lên miệng thì lại cảm thấy buồn nôn. Vừa bước vào, Hải Quỳnh liền thấy khuôn mặt ai đó đang ngây ngô trên bàn. Đến rồi sao? Bảo Đăng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hải Quỳnh liền vươn tay và kéo cô vào lòng. bà giờ chiều, Bảo Đăng tỉnh giấc, định ngồi dậy đi làm thì bị ai đó trong phòng kéo lại. Đừng đi, có được không? Bảo Đăng liền nằm xuống, cả cơ thể cô áp sát vào lòng anh. Có chịu lắm sao? chúng ta đi tới bệnh viện nhé. Cô nằm trong lòng anh và bướng bỉnh lắc đầu. Hai tháng sau, Hải Quỳnh nằm dài trên bàn làm việc của mình. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền cầm quyền lịch ở trên bàn. Hôm nay là ngày 25 rồi, mà sao bà dì của cô vẫn chưa đến thăm? Mà từ từ, tháng trước, hình như cũng không qua thì phải. Không lẽ cô đã... Hải Quỳnh đưa tay sở bụng mình, ngồi ngây ra một lúc. Chỉ đến khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai, cả cơ thể cô mềm nhũn ra dựa vào tường nhà vệ sinh từ từ tuột xuống nền nhà lạnh lẽo hải quỳnh một lần nữa đặt tay lên bụng mình cô thật sự đã mang thai trong bụng thật sự có thêm một tiểu thần tiên nữa cô nào biết trước đây thì chắc chắn nhưng mà bây giờ chỉ cần cô đồng ý nhất định anh sẽ bỏ tất cả mà ôm hai đứa bé chạy theo cô cho dù chân trời hay góc bể anh vẫn sẵn sàng che chở cho mẹ con cô Phụ nữ mang thai là chuyện bình thường, nhưng mà phụ nữ có thai, không có chồng thì vẫn làm mang tiếng dư luận. Dù sau gần đây, Hải Quỳnh cũng đã có tiếng tăm trong ngành trang sức này, nên là không muốn công khai chuyện cô vào Bảo Đăng. Mất công, người ta nói cô dựa vào anh để trèo lên. Nhưng mà miệng thế gian thì ai quản cho nổi. Cái bụng bầu của cô, bỗng nhiên không chủ cũng gây ra tiếng xôn xao trong công ty. Nói cô trèo lên giường ai thì mới được như bây giờ ăn chơi trác táng ra sản phẩm, nói cô dùng đứa con trong bụng để uy hiếp người khác nâng đỡ mình. Thời gian này là thế đây, chả thể nào mà biết được chuyện không phải của mình nhưng vẫn thích mang ra nói. Đương nhiên, chuyện này cũng làm cho Bảo Đăng suy nghĩ. Thì cái người bị tai tiếng kia lại ngồi trong lòng anh, hỉ hụi, vẽ vẽ, xóa xóa, coi như không biết gì. Thì thoảng còn quay sang thơm lên má anh, khiến cho cơn giận liền thổi bay đi hết. Sáng hôm đó, cô đứng ở tầng 1 đợi cầu thang máy cùng với vài người đồng nghiệp trong phòng thiết kế. Thì nghe một giọng bé trai. Mẹ! Không chỉ Hải Quỳnh mà ngay cả mọi người đều tò mò quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Thật không ngờ bản phố tô thu nhỏ của Chủ tịch Bảo Đăng đang lon ton chạy về phía cầu thang máy. Bất ngờ hơn chính là giọng của Hải Quỳnh trong đám đông vang lên. Bảo bảo nhỏ, Hải Quỳnh vừa thấy con trai mình, mắt đã đỏ hoe, chạy ra từ đám đông ngồi xuống, ôm lấy bảo bảo nhỏ vào lòng, như muốn ép cơ thể bé nhỏ ấy vào chính mình. Bảo bảo nhỏ, con trai, mẹ nhớ con lắm. Mọi người còn chưa hết bất ngờ, thì bảo đang xuất hiện. Trên tay bế một đứa gái tầm 5 tuổi, đi về phía Hải Quỳnh và bảo bảo nhỏ. Đến gần cửa, anh thả đứa bé đó xuống. Đứa bé gái được ba thả xuống, thì liền nắm lấy ống quần của ba mình, rồi nhìn anh trai đang được một người phụ nữ lạ ôm hôn. Mặc dù thấy rất sợ, nhưng lại không hiểu sao bé vẫn muốn chạy về phía đó, cũng muốn được người đó ôm hôn như vậy. Hải Quỳnh ôm bảo bảo nhỏ, đưa mắt nhìn bé gái sợ hãi, bám lấy bảo đăng. Nước mắt không giữ được liền trào ra. Lúc cô đi, bồi bối mới được có 6 tháng tuổi, đương nhiên là không biết mặt mẹ mình, nên sẽ không lao vào lòng cô giống như bảo bảo nhỏ. Thấy vậy, Bảo đang cúi xuống, xoa mái tóc tơ được buộc thành một cái đuôi gà, trông vô cùng đáng yêu của bối bối, dịu dàng nói. Còn mau tới chỗ của mẹ đi. Đưa mắt nhìn ba mình, sau đó buông khỏi ống quần anh. Bối bối lao vào vòng tay của Hải Quỳnh và khóc òa lên. Trường Vĩnh Khang vừa bước vào đại sảnh của Trương Thị, liền thấy Hải Quỳnh đang ôm hai bảo bối. Cả ba đang khóc như mưa, sắp lột cả đại sảnh. Còn anh trai hắn thì đang đứng đó cười tươi ngây ngốc anh trai, tới con trai con gái của mình mà cũng không tha nha. Được rồi, đừng có khóc nữa, sẽ ảnh hưởng tới con trong bụng đấy." Bảo Đăng không thèm để ý tới Trương Vĩnh Khang, đi tới chỗ Hải Quỳnh, kéo Bảo Bảo nhỏ vào lòng cô. Mọi người không biết, trừ Vĩnh Khang biết rõ, Bảo Đăng đang chính là đánh dấu lãnh thổ. Nếu muốn ba mẹ con đoàn tụ thì đâu nhất định phải công khai trước bản dân thiên hạ như thế này, để con trai con gái của mình gọi Hải Quỳnh là mẹ, có nghĩa khẳng định cô chính là người phụ nữ đã vứt bỏ anh năm xưa. Còn dám công bố chủ nhân cái bụng bầu của Hải Quỳnh, không phải ai khác, chính là chủ tịch họ Trương làm hay sao? Người ta nói rồi, tỉnh cũ không rủ cũng tới. Xem ra lần này, bà chủ họ Trương đã được ấn định rồi. Nhất định, không phải là Lý Thiên Hoa nữa. Sau khi lui được ba mẹ con vào phòng làm việc của mình, Bảo Đăng liền đưa cả ba vào phòng nghỉ rồi xoay nhẹ thái dương của mình. Không ngờ, ba mẹ con này khắp tới long trời lở đất như vậy. Gần trưa, khi thư ký mang cơm trưa đến, Bảo Đăng mới đứng dậy đi vào phòng nghỉ. Vừa mở cửa, anh đã thấy ba cơ thể nhỏ bé ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Không kìm được lòng, anh trèo lên giường, thỏ tay vào giữa Hải Quỳnh và bối bối để sờ bụng cô. Hải Quỳnh, Bảo Đăng khẽ gọi tên cô. Em thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh. Chuyện sáng nay tại Đại Sành, đương nhiên không chỉ làm sóng gió ở Trương Thị mà còn lan ra khắp cả nước. Thật ra chẳng có gì to tát, chỉ là Trương Vĩnh Khang nhân cơ hội nước đục thả câu, mang chuyện nhà rêu rao cho toàn thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ động trời. Trong vòng một tiếng, toàn bộ các mặt báo đều đăng tin, trưởng phụ nhân sau 5 năm mất tích đã trở về, lộ diện là mẹ của hai bảo bối của chủ tịch Trương. Đương nhiên, tâm điểm của sóng gió là Trương Gia và Lâm Gia. Trường Vân Phi cầm tờ báo trong tay, vỏ nát và tức giận ngút trời, định lao tới Trương Thị thì bị chồng mình giữ lại. Bà muốn đi đâu? Còn đi đâu nữa? Tôi phải đi dạy bảo lại cái thằng bất hiếu này. Đúng là cái đồ bất hiếu mà. Nó làm gì mà bà nói nó bất hiếu chứ? Chuyện 5 năm, năm trước bà quên rồi hay sao? Thế bà muốn mất con trai luôn à? Trường Đình Hạo nắm tay vợ mình và nói nhẹ nhàng. Vậy còn Lâm Tiểu Thư thì tính sao? Còn bé vừa đẹp người vừa đẹp nết. Lại là Tiểu Thư con nhà danh giá. Có gì không tốt cơ chứ? Lâm Tiểu Thư đúng là rất tốt. Chỉ là không có duyên thôi. Vân Phi thở dài, Năm năm trước, bà đã dùng mọi cách để đuổi Hải Quỳnh đi. Nhưng năm năm sau, cô vẫn đường hoàng bước vào nhà họ Trương. Xem ra trời đã thuận lòng cho mối tình này từ đầu. Bà đã thua, không phải thua Hải Quỳnh mà thua tình yêu của hai người họ. Hải Quỳnh, chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp khoảng trống năm năm cho gia đình mình, có được không? Cô khóc ướt hết cả một mảnh áo trước ngực anh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhận ra sự đồng ý, anh cúi xuống hôn lên mái tóc cô, dùng tay vỗ về cơ thể nhỏ bé của cô. Cùng lúc này tại Lâm gia, Tô Thành Hương vò nát tờ báo, ném vào mặt Lâm Kiến Quốc, trong khi Thiên Hoa ngồi cạnh bà nước mắt ròng ròng. Ông xem đi, đứa còn ngoài giá thú của ông, thật giống mẹ nó, cái loại hồ ly tinh, đến chồng sắp cưới của em mình mà còn ngang nhiên cướp. Bốp! Lâm Kiến Quốc thẳng tay tắt vào mặt của Tô Thanh Hương. Ông đánh tôi ư? Tô Thanh Hương đưa tay sờ vết đỏ trên mặt. Không phải do mẹ con bà sao? đã trèo lên giường nó rồi, mà 5 năm không làm được chuyện gì, giờ lại còn kêu ca. Đúng là mẹ con bà, vô dụng như nhau. Cha, không lẽ cha muốn tới nước này rồi đành gọi nó về? Trong mắt Lâm Kiến Quốc liền hiện lên tia gian tà. Không được, Thiền Hòa cùng Tô Thanh Hương đồng thanh lên tiếng. Các người nghĩ mình có quyền lên tiếng hay sao? Nếu các người vô dụng thì đừng trách. Mặc dù nắm quyền hành của Lâm Thị, nhưng trong tay Lâm Kiến Quốc vẫn luôn lo sợ thế lực của nhà họ Lý chưa kể 30% cổ phần công ty Lâm Thị nằm trong tay ai đó. Vậy nên, ông ta muốn mang Lý Thiên Hoa gả vào trương gia để củng cố lực lượng. Không ngờ trộm gà không thành còn mất cả nắm thóc Đến nước này, lão ta đành mang đứa con gái đã vứt bỏ từ lâu ra lợi dụng. Tại nhà lớn của trương gia, Bảo đang một tay ôm bối bối, một tay nắm tay Bảo Bảo nhỏ cùng bước vào cùng vợ. Dù sao bố anh cũng đã mở lời muốn hai vợ chồng về nhà dùng bữa cơm đầy thắng của cháu vừa bước vào phòng khách, Hải Quỳnh đã thấy bố mẹ anh và vợ chồng Trương Vĩnh Khang đang ngồi trên ghế ăn hoa quả, uống trà. Theo bản năng, cô liền có chút sợ hãi, lùi lại mấy bước. Trường Vân Phi thấy hai người và hai đứa bé về nhà thì liền có chút lo sợ. Nhìn cô rồi lại nhìn cái bụng bầu bốn tháng bất thường của cô và thở dài. Không khí trong nhà theo đó mà trở nên căng thẳng. Thấy vậy, Trường Vĩnh Khang tươi cười nói. Anh hai, chị dâu, về rồi, Trời ơi, còn có hai bé cưng của chú cũng về rồi này. Trường Vĩnh Khang vừa nói, vừa đi tới gần bảo bối nhỏ. Được rồi, được rồi. Đến rồi thì mau vào ăn cơm đi. Cả nhà chỉ chờ hai vợ chồng con thôi đấy. Trường Đình Hạo điềm đạm nói. Trường Vân Phi đương nhiên hiểu ý chồng mình. Bữa ăn này đâu chỉ là đầy thắng của cháu. Rõ ràng là muốn kết nối lại tình cảm mẹ con. Bà năm xưa là do bà không đúng. Bảo Đăng cũng đã nhún nhường về nhà lớn. Bà cũng nên hiểu biết mà bắt đầu trước. Trường Vân Phi rốt cuộc, không tránh được mà gắp một miếng thịt kho tàu vào bát của Hải Quỳnh, nhẹ nhàng nói. Mang thai thì ăn nhiều một chút, mang thai mà không có mẹ đẻ bên cạnh thì thiệt thỏi lắm, có đúng không? Phủ nhân, à con, con xin lỗi, giờ nên gọi là mẹ. Bà dùng tay lau nhẹ nước mắt của cô, dịu dàng cười thật tươi. Thật ra cô cũng đâu có đáng ghét như bà nghĩ. Được rồi, đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng con đâu. Còn không sao rồi, cảm ơn, cảm ơn mẹ. Cô định gọi bà là phu nhân, nhưng khi thấy bà trao mày, liền e thẹn gọi một tiếng mẹ. Được rồi, được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng có khóc nữa, mau ăn đi. Trường Đình Hạo thấy vậy cũng thêm lời, mọi người trên bàn ăn cũng theo đó mà thả lòng người. Khuôn mặt anh lúc này cũng không còn khó coi nữa, đã dịu đi rất nhiều. Hải Quỳnh ngồi quay lại bàn, mặt đỏ như cà chua, đây là lần đầu ra mắt gia đình chồng mà cô lại khóc thút thít như thế này bảo đang đưa tay vỗ nhẹ lưng cho cô sau đó đưa tay xuống cầm bàn tay của cô nắm chặt cô liền mỉm cười an tâm ăn tiếp trong lòng trương vân phi cũng theo đó mà nhẹ nhõm đi rất nhiều bà liên tục cắp thức ăn cho cô đêm đó hạnh quỳnh nằm trong lòng anh hạnh phúc do cái bụng căng tròn của mình cô thật không ngờ sau khi trở về lại nhận được quá nhiều hạnh phúc tới như vậy sau khi tắm xong, khải quỳnh trèo lên giường ôm lấy cơ thể cứng rắn của bảo đăng đang ngồi trên giường xử lý tài liệu thì có tiếng chuông điện thoại của cô vang lên ai gọi vậy là lâm kiến quốc bố em ừ thật ra trong lòng cô đã không còn người bố đó rồi năm năm trước cô trở về nhà muốn ông ta giúp cô sang nước ngoài nhưng không ngờ ông ta đã thẳng tay đuổi cô đi mà không nể tình cha con ông ta muốn gì thấy khuôn mặt cô càng ngày càng xấu đi anh dịu dàng xoay người cô lại, để nhìn vào mắt anh. Ông ta muốn đưa anh và hai đứa nhỏ về ăn cơm. Em có muốn không? Cô nhìn vào trong mắt anh lắc đầu. Vậy thì không cần về. Ừ. Bao năm qua, ông ta không thèm quan tâm tới đứa con gái này, giờ gọi về nhất định là muốn làm thân với anh. Trước giờ ông ta luôn chèn ép lý gia, chỉ vì sợ lý gia sẽ không còn chỗ đứng trên đất của mình nữa. Cô vùi vào ngực anh thở dài cô không muốn ông ta lợi dụng quan hệ với anh để chèn ép Lý Gia. Dù sao, Lý Gia mới thực sự là người nhà cô, còn ông ta thì không đáng. Hải Quỳnh, đánh bại Lâm Kiến Quốc không khó, đưa Lý Kiến Thành lên nắm quyền Lâm Thị thì lại càng dễ. Chỉ là em có thực sự muốn hay không thôi? Đương nhiên là em rất muốn, nhưng mà theo em biết, trong tay ông ta hiện tại có 35% cổ phần của Lâm Thị, còn Lý Kiến Thành chỉ có 25%. Chưa kể cổ phần Lý Gia trước giờ là công ty gia đình, không bán ra bên ngoài. Nếu không phải 5 năm trước, em bắt buộc phải bán cổ phần ra ngoài để lấy tiền du học, thì nhất định 30% cổ phần của em sẽ không bao giờ bị bán cho người lạ. May mà người đó trong mấy năm nay không gây bất lợi gì cho Lý gia Nhưng em thật sự không thể tìm ra người đó là ai. Anh nhìn cô không vui liền buông cô ra, mở kết sắt đầu giường, lấy ra một tập tài liệu. Em muốn nói 30% cổ phần này ư? Cô liền ngồi dậy xem, cầm tập tài liệu anh đưa lên và tròn mắt. "Đây không phải là cổ phần mẹ cô đã để lại cho cô sao? Sao giờ chúng lại ở trong tay anh?" "Tại sao anh lại có? Thì mua lại từ em đấy." Bảo đang ngồi lên giường, dùng tay vuốt ve mái tóc cô. "Còn 10% kia, tôi có dùng chút thủ đoạn để có, nhưng mà không còn quan trọng nữa. Giờ không có chúng, tôi vẫn đảm bảo lấy lại Lâm thị cho em. Nhưng giờ thì em có thể đường hoàng tự lấy về rồi." Anh à, trời ơi em lại như thế nữa rồi. Hình như càng ngày em càng biết ướt thì phải. Bảo đang đưa tay kéo đầu cô vào lòng. Thì ra người giấu mặt đó là anh. Lúc đó cô chỉ nghĩ tới chuyện rời khỏi đây nên không hề tò mò về người mua cổ phần của mình. Sau đó cô cũng rất thuận lợi làm thủ tục ra nước ngoài. Còn khi sang bên đó rồi thì nhờ ở quê thức ăn không hợp khẩu vị cô luôn nghĩ mình may mắn. Nhưng đến hôm nay cô mới có thể khẳng định bản thân không phải quá may mắn mà luôn được anh bảo vệ một cách hoàn hảo, đến nỗi cô còn tưởng bản thân được chuối trời ưu đại quá mức. Một ngày u ám tại Lâm Thị, Lâm Kiến Quốc ngồi ở vị trí chủ trì trong phòng họp. Ông ta mặt đỏ tía tai, nhìn về phía Hải Quỳnh cùng với Bảo Đăng. Cả đời Lâm Kiến Quốc nhất định sẽ không nghĩ tới việc, công trình cả đời ông chiến đấu, giành giật của người khác. Chỉ trong phút chốc lại bị chính đứa con gái của mình hủy hoại trong một giây không thương tiếc. Chỉ trong một ngày, Lâm Thị đổi chủ trở về đúng vị trí của nó. Hải Quỳnh sáng tên cho Lý Kiến Thành 20% cổ phần, chính thức đưa Lý Kiến Thành lên đứng đầu Lâm Thị. Lâm Kiến Quốc trong phút chốc không còn gì. Nhưng mà Hải Quỳnh cũng không đến nỗi tuyệt được sống của gia đình ông ta. Cô vẫn để lại khu biệt thự Lý ra và số tiền nhỏ cho ông ta dưỡng già, coi như là đền đáp công sinh thành của ông ta đối với mình. Hải Quỳnh ngồi trên ghế, xoa bụng bầu 6 tháng mà giống như 8 tháng vượt mặt của mình. Mặt nặng mày nhẹ nhìn anh. Bảo đang thở dài, đi tới chỗ cô, dịu dàng ôm lấy cô và kéo lên đùi mình. Vợ à! Bảo đang gối đầu lên vai cô, ngọt ngào gọi, rồi đưa tay nắm lấy tay cô, giúp cô xoa bụng. Có chịu lắm sao? Để em sinh xong, thì chúng ta tổ chức đám cưới được chưa? Không thích. Em thấy không cần thiết. Chỉ cần một bữa cơm đơn giản, Mời gia đình Lý Kiến Thành cùng dì của em ở quê là được rồi. Chúng ta có thể không tổ chức đám cưới được không? Đầu nhất thiết phải tốn kém như vậy. Hải Quỳnh, sao em lại bán rẻ bản thân mình thế? Em bán rẻ bản thân cho anh, anh không thích sao? Hải Quỳnh xoay người ôm lấy anh. Thích chứ, em làm gì anh cũng thích. Bảo đang dịu dàng kéo sát cơ thể nặng nề của cô vào lòng. Nhưng mà anh muốn thấy em mặc váy cưới đường hoàng làm vợ anh. Vậy giờ em là gì của anh? Là gì á? À? Là hồ ly tinh quyến rũ chết anh. Còn dám mang thai hai tiểu hồ ly nữa. Bảo Đăng cố làm nghiêm mặt. Cái gì thế? Hải Quỳnh giật mình đứng dậy bỏ đi. Nhưng bị ai đó ôm chặt không cử động được nữa. Bỏ ra. Không bỏ. Bảo Đăng. Hai lần trước, em đã làm tim của anh suýt rơi ra ngoài rồi. Khi sinh con lần này, em nhất định phải sinh đẻ đàng hoàng cho anh. Nếu không, anh nhất định sẽ không tha cho em đâu. Lần này nhất định cho anh rơi tim ra ngoài luôn khải quỳnh dựa vào người anh tận hưởng sự dịu dàng từ hơi ấm ngọt ngào từ anh bầu trời xanh lam khải quỳnh rốt cuộc vẫn phải khoác lên mình chiếc váy cô dâu lộng lẫy bước vào lễ đường cùng người đàn ông mà cả đời cô không thoát nổi bảo đăng lại một lần nữa đeo vào ngón áp út cô chiếc nhẫn làm sao anh lại có nó anh nhặt được đêm hôm đó em vứt nó đi đấy bảo đăng kéo cả cơ thể trắng mịn của cô vào lòng thì thầm vào tai cô Em thử vứt nó đi một lần nữa xem, anh sẽ làm gì em? Ừ thì tôi sẽ nhặt lại cho em, giống như đã nhặt em về đây vậy. Các bạn thân mến, câu chuyện kết thúc trong sự đan xen giữa bi kịch và hạnh phúc khi hai nhân vật chính cuối cùng cũng tìm thấy bình yên sau những biến cố đầy sóng gió. Người đàn ông từng bị ám ảnh bởi quyền lực và sự báo thù đã nhận ra được giá trị thực sự của tình yêu và gia đình. Người phụ nữ dù bị cuốn vào một cuộc đời không mong muốn những đã kiên cường bảo vệ đứa con của mình, vượt qua mọi khó khăn để giữ vững niềm tin và tình yêu và hy vọng. Chúng ta nhận ra rằng cuộc sống luôn vận hành theo luật nhân quả. Những gì ta gieo trồng hôm nay sẽ là những gì ta gặt hái trong tương lai. Người đàn ông sau những năm tháng sống trong tội lỗi, cuối cùng cũng đã nhận ra được quả ngọt từ những nỗ lực thay đổi bản thân. Người phụ nữ với lòng kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ bến đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của đời mình. Trong cuộc sống, không có gì quý giá hơn tình yêu và sự tha thứ. Đôi khi, điều chúng ta tưởng là mất mát lại chính là con đường dẫn tới hạnh phúc. Hãy sống tốt đối xử tử tế với người khác, bởi tất cả những gì chúng ta làm hôm nay sẽ ảnh hưởng tới ngày mai của chính mình. Câu chuyện xin dừng lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.